Khánh Dư Niên chương 1115, Tiết Núi 2. Chắc chắn không phải ai khác Vương Khải Niên thở dài Phạm Nhàn cũng thở dài, lắc đầu nói Ngoại trừ vị kia của chúng ta thì làm gì còn ai Thái tử Điện Hạ đã lên đường tới Nam Chiếu Trong thư phòng không yên lặng được bao lâu Phạm Nhàn nói ra mối bận tâm trong lòng Dựa theo thời gian, chắc lúc này đã qua địa phận Vĩnh Châu Tiếp tục hành trình về phía Nam Ngươi nói xem vì sao bệ hạ lại sắp xếp như thế này. Chắc chắn đám quan viên trong triều đình vẫn đang đoán già đoán non, chưa hiểu vì sao việc của trưởng công chúa lại liên quan đến thái tử. Nhưng chúng ta đều hiểu rất rõ bệ hạ sẽ tuyệt đối không tha thứ cho một đứa con làm ô nhục hoàng tộc, không để hắn kế thừa đại vị. Đến Nam Chiếu dự lễ, liệu thừa càng còn có thể trở về hay không? Vương Khải Niên im lặng, không dám trả lời câu hỏi đó. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn lão, nói, hai người chúng ta đã làm biết bao nhiêu việc liên lụy tới cả cửu tộc thảo luận một chút cũng có sao vương khải niên cười khổ biết đại nhân lại đang nhắc nhở mình ý đồ đúng là vô sĩ lão lắc đầu nói theo thuộc hạ thấy có lẽ chuyến đi này sẽ không có vấn đề gì cho dù cho bệ hạ có ý định phế bỏ chức vị thái tử cũng không thể công khai vào lúc này được có lý lắm phạm nhàn vỗ nhẹ lên bàn suy nghĩ của ta cũng như là như vậy vị hoàng đế bệ hạ của chúng ta muốn chính là một dáng vẻ anh minh thần võ lưu danh sử sách nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đè chuyện này xuống tuyệt đối không muốn trở thành đề tài bàn tán của người khác lần này thái tử đến nam chiếu một là để điều chuyển hắn ra khỏi kinh đô chậm rãi tính toán việc phế bỏ người thừa kế hai là y nhíu mày đột nhiên nghĩ đến nam chiếu tràn ngập khói độc bảy tám năm trước yến tiểu ất dẫn quân xuôi nam tổn thất binh sĩ chủ yếu là vì tai họa này chướng khí xâm nhập thái tử yếu dần. Vương Khải Niên nói ra câu này mới đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra càng ngày mình nói năng càng to gan. Phạm Nhàn cười khổ nói tiếp, nếu thực sự như chúng ta nghĩ, bệ hạ, quả thật lợi hại. Ánh mắt y lóe lên thần sắc phức tạp, nhưng Vương Khải Niên không chú ý tới. Thật đáng tiếc, chưa hoàn toàn thành công. Phạm Nhàn thở dài nói, ngươi nghĩ vì sao trưởng công chúa lại không chết đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay y thể hiện sự tiếc nuối một cách rõ ràng như vậy vương khải niên cảm thấy quá dị đương nhiên trưởng công chúa đã thất thế nhưng dù sao y cũng là con rể của đối phương cho dù xét trên góc độ nhân luân hay mối quan hệ huyết thống y đều không nên nói như vậy vương khải niên không biết là từ sau khi phạm nhàn vào kinh đô y vô thức cảm thấy rất e ngại trưởng công chúa bởi vì khi đối phó với những người bên cạnh y có thể dùng âm mưu và quyền lực để tranh đấu nhưng khi đối mặt với một nhân vật quyền quý mà mọi người đồng đại là mang tính cách điên rồ, Phạm Nhàn thật sự không thể lường trước được đối phương sẽ phản cùng như thế nào. Loại không chắc chắn này khiến Phạm Nhàn cảm thấy rất đau đầu. Đặc biệt biến cố lần này ở cung đình Kinh Đô, Phạm Nhàn vẫn khó mà tin nổi kết quả hiện tại, trưởng công chúa bị kẹt trong chỗ chết rồi, vì sao những lực lượng của trưởng công chúa vẫn không tiến hành đợt phản kích cuối cùng. Lão tướng trong quân đội thì sao? Thái độ của Yến Tiểu ất đâu? Nếu nói mọi chuyện xảy ra quá nhanh và quân đội không có thời gian phản ứng. Nhưng Diệp Lưu Vân thì sao? Phạm Nhàn hiểu rõ địa vị của Diệp Lưu Vân tại Quân Sơn Hội hơn bất cứ ai, lúc ở Tô Châu thành, anh cũng từng bị một kiếm chặt ngang tầng nhà làm cho kinh hãi đến mức hồn phi phách tán. Mặc dù Quân Sơn là một tổ chức phân tán, nhưng chắc chắn trưởng công chúa không thể yếu đuối như vẻ bề ngoài hiện tại. Trước đó, Vương Khải Niên đã phân tích về tình cảm điên cuồng của trưởng công chúa dành cho hoàng đế nhưng đó chỉ là lý do phạm nhàn dùng để thuyết phục bản thân y không tin vào điều này chỉ có điều trên cõi đời này có một số chuyện chính những điều mọi người không tin mới là lý do chân thật nhất phạm nhàn ngồi bên bàn đọc sách thở dài tiếc nuối sau khi vương khải niên đi khỏi y vẫn không ngừng thở ngắn than dài khi vương khải niên đóng cửa phòng lại lão vô thức lắc đầu một cái nghĩ thầm tuy trưởng công chúa không chết nhưng từ giờ trở đi không còn ai trong triều đình là đối thủ của phạm đề ti nữa kết quả này đã rất tốt nhưng vì sao đề ti đại nhân lại thở dài thực ra lý do rất đơn giản phạm nhàn không phải là một trung thần càng không phải là một thần tử đơn thuần mong muốn của y chỉ là ngồi ở giang nam xem hổ hạt tranh đấu mỗi bên đều bị thương y muốn trưởng công chúa sụp đổ nhưng y cũng không tin vào hoàng đế lão tử điều khiến y thở dài chính là thủ đoạn của hoàng đế dường như còn nhanh chóng và mãnh liệt hơn tưởng tượng của y lực lượng của hoàng đế không hề giảm sút phạm nhàn một mình ngồi trong thư phòng trầm ngâm phân tích mọi việc xảy ra ở kinh đô y mơ hồ cảm nhận được có lẽ trưởng công chúa thật sự vì tình cảm mê muội mà kiên trì chờ đợi cơn thịnh nộ của hoàng đế còn hoàng đế rõ ràng có điều gì đó muốn giữ lại có phải là tình thân không phạm nhàn không tin vào điều đó y mở ra vài phong thư báo cáo của viện sau khi đọc lại lần thứ hai suy nghĩ trong chốc lát y bắt đầu soạn thư trả lời thư từ gia đình ở kinh đô một bức từ phụ thân một bức từ uyển nhi chủ yếu nói về chuyện của tư tư và đứa trẻ trong bụng cô tất cả đều bình an không cần quá lo lắng có điều trong thư của uyển nhi đương nhiên phải đề cập đến chuyện của trưởng công chúa mặc dù không nói rõ ràng nhưng có vẻ như cô muốn phạm nhàn nói điều gì đó với trong cung phạm nhàn thở dài ảo não y biết thê tử của mình là người rất thông minh chắc chắn cũng hiểu tất cả những điều được che giấu những mâu thuẫn không thể hòa giải nhưng cô vẫn viết thư muốn anh lên tiếng điều này chỉ cho thấy uyển nhi vẫn giữ tình cảm mẫu tử với trưởng công chúa đây là chuyện đương nhiên cho dù hoàng đế hay phạm nhàn có máu lạnh đến đâu chăng nữa không có nghĩa mọi người dưới gầm trời này hay người trong hoàng tộc đều là những sinh vật máu lạnh phạm nhàn chăm chú viết thư trả lời với phụ thân y bày tỏ vẻ khiếp sợ và hoài nghi của mình còn trong thư gửi uyển nhi chủ yếu y dùng lời lẽ an ủi đồng thời hỏi han về tư tư một chút sau đó hắn bắt đầu viết tấu chương gửi tới hoàng đế dưới dạng mật tấu trong báo cáo tuy không trực tiếp van xin cho trưởng công chúa nhưng cũng ám chỉ một chút quan tâm mà người con nên có sau khi viết xong y xem xét tỉ mỉ nhiều lần đảm bảo với thái độ này hoàng đế sẽ không nghĩ mình giả tạo và cũng không làm hoàng đế bệ hạ tức giận sau đó hắn niêm phong giao cho thuộc hạ gửi theo đường chuyển thư cấp 1. Sau khi hoàn thành mọi việc, Phạm Nhàn mới thật sự yên tâm hơn một chút. Mấy tháng nay sống Giang Nam, tuy tiêu giao nhưng thực ra y vẫn luôn chú ý đến kinh đô. Áp lực tinh thần mà y phải chịu rất lớn. Mặc dù có một số khác biệt, nhưng mọi thứ đều đang diễn ra theo cách y muốn. Cuối cùng, y cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, mở ngăn kéo trong mật thất, lấy ra bản chép công nghệ từ tam đại công nghệ nội khố mà y đã dành hơn một năm để sao chép. Tuy bản ghi chép này không là toàn bộ nội dung của nội khố, nhưng Phạm Nhàn hiểu nếu tài liệu này thật sự bị lưu truyền tới Bắc Tề, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Ánh mắt y nhắm lại, thầm suy nghĩ, cho dù lần này anh và Trần Bình Bình đã âm thầm hợp tác, đùa bẩn hoàng đế một hồi, nhưng cuối cùng chỉ là trò chơi vặt vảnh. Còn trên bức tranh tổng thể, có lẽ là hoàng đế đang đùa bỡn với mình vương thập tam lang đã rảnh rỗi quá lâu rồi phạm nhàn suy nghĩ như thế sau đó đứng dậy thu dọn mọi thứ rời khỏi trang viên tây hồ gần bờ hồ tây ở hàng châu khi trời dần tối khung cảnh non nước đều hòa quyện vào trong ánh vàng đẹp đến không thể tả xiết giữa bức tranh hoàng hôn ấy phạm nhàn đi một mình lên một ngọn đồi ven hồ nhìn người thanh niên cầm lá cờ xanh nghiêng đầu nói nghe nói gần đây ngươi coi bói trong thành hàng châu rất được lòng một số tiểu thư nhà giàu thanh niên cầm lá cờ xanh kia đương nhiên là đệ tử của tứ cố kiếm ở đông di thành kẻ đã giúp phạm nhàn giết chết cao thủ cửu phẩm yến thận độc phạm nhàn luôn có cảm giác hoang đường về sự tồn tại của người này và sự giúp đỡ sau đó của hắn hệt như những vở kịch tiên phong mình từng nghe kể ở kiếp trước dù nếm thử thế nào vẫn cảm thấy miệng có mùi vị là lạ cái tên ngu ngốc tứ cố kiếm tuy có vẻ nhìn nhận mọi thứ rất rõ ràng nhưng trong lòng phạm nhàn luôn cảm thấy mọi chuyện quá lố bịch tuy có lẽ trong thiên hạ này chỉ có một số ít người biết mối quan hệ giữa vương thập tam lan và tứ cố kiếm nhưng nếu phạm nhàn trở mặt không nhận nợ thì làm sao tứ cố kiếm giải thích được với trưởng công chúa hay yến tiểu ất vương thập tam lan nhìn về phía tây hồ ánh sáng vàng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt tuấn tú của hắn tạo ra một lớp hào quang khiến lòng người khoan khoái hết sức dịu dàng hiện giờ cả giang nam đều biết ta là cao thủ dưới trướng đại nhân ngài người trẻ tuổi kia nở nụ cười hiền hòa nói Đương nhiên các quan viên ấy cũng phải nể tình một chút. Thế thì chuyện coi bói này kém làm sao được. Trên mặt hồ, một cơn gió nhẹ thổi qua, cây xanh dưới chân núi xanh mơn mở, chỉ một góc nhỏ của lá cờ xanh trong tay thập tam lan đung đưa, nhưng đã lộ ra hai chữ thiết tương. Sau trận phong ba chiêu thương tiền trang xâm chiếm cổ phần của Minh Gia, đám người từng ở Minh Viên đã đoán trước được người trẻ tuổi này đứng sau lưng trưởng quỹ chiêu thương tiền trang chính là cao thủ mà tiểu phạm đại nhân sử dụng để giám sát tiền trang đã là tâm phúc của khâm sai đại nhân, tất nhiên sinh sống ở Giang Nam cũng thoải mái. May là ngươi không có thói quen làm hại gái nhà lành. Phạm nhàn mỉm cười đứng bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Trên gò đất xanh tươi ven, mặt hồ phản chiếu ánh sáng vàng, soi rọi gương mặt. Cảnh tượng này khiến cho Phạm nhàn liên tưởng tới nhiều năm trước, trên vách đá tại Đàm Châu, nam nhân thân thiết nhất với y trong thế gian này cũng như bị ánh sáng rực rỡ vây quanh nam nhân đó che mắt bằng mảnh vải đen cứ như đang từ biệt một nơi nào đó còn vương thập tam lang thì sao phạm nhàn lắc đầu một cách vô thức không hiểu vì sao mình lại thường xuyên liên tưởng vị nhân huynh này và thúc thúc mù y rất nhớ ngũ trúc đặc biệt là trong tình hình giang nam vẫn yên bình như hiện nay y không biết rốt cuộc thương tích của ngũ trúc thúc đã hồi phục hết chưa thậm chí trần bình bình cũng không rõ ngũ trúc thúc đã trốn ở đâu để dưỡng thương và thương thế như thế nào mà phải chữa trị hơn một năm phạm nhàn nhíu mày vương thập tam lang tò mò nhìn y một cái hỏi phạm đại nhân ngài có điều gì lo âu đúng vậy phạm nhàn không do dự trực tiếp nói ta có việc cần sự giúp đỡ của ngươi chuyện gì thái tử của triều ta đang đi tới nam chiếu dọc hành trình này khói độc mịt mù đường xá khó khăn ta rất lo lắng cho sức khỏe của hắn phạm nhàn bình tĩnh nói vương thập tam lan khẽ nhíu mày hơi thở bỗng trở nên nặng nề suy nghĩ một lúc lâu rồi từ từ nói cấm quân giám sát viện cùng với hổ vệ của khánh quốc phòng thủ cỡ này quả thật quá chặt chẽ cho dù ta có chết cũng chưa chắc đã tiếp cận được hắn phạm nhàn nở nụ cười ngươi hiểu lầm ý của ta rồi vương thập tam lan nhìn y không nói lời nào thay ta mang thuốc giải độc cho hắn phạm nhàn khẽ cúi đầu như đang tránh ánh sáng và ngày càng đậm trên mặt hồ âm thầm bảo vệ hắn giúp ta đảm bảo an toàn cho hắn trên suốt quãng đường vương thập tam lang nhíu mày chặt hơn hoàn toàn không hiểu vì sao phạm nhàn lại đưa ra yêu cầu này sau một hồi lưỡng lự hắn nhỏ giọng nói vì sao theo những gì ta biết về tình hình kinh đô khánh quốc trưởng công chúa bị đã giam cầm thái tử cũng sắp thất thế dưới quyền hoàng đế khánh quốc không còn ai có khả năng đối đầu với ngươi phạm nhàn nhẹ nhàng mỉm cười không biết phải giải thích sao nên dứt khoát không giải thích gì cả rốt cuộc ở Kinh Đô đã xảy ra chuyện gì? Vương Thập Tam Lan tỏ ra tò mò như một đứa trẻ, chẳng lẽ chuyện này có liên quan gì đến ngài? Hắn vô thức sử dụng gọi bằng ngài, nhưng Phạm Nhàn lại vì cười một tiếng, bực tức nói, ta đang ở Giang Nam, cho dù tay dài đến mấy đi nữa cũng làm sao với được tới Kinh Đô. Vương Thập Tam Lan suy nghĩ một hồi, gật đầu chấp nhận với lời giải thích của y, gãi đầu rồi nói, nhưng mà. Thái tử lên đường đi về phía nam, có vẻ như bệ hạ của quý quốc đang có ý kiến gì đó phạm đại nhân ngài muốn ta tới bảo vệ hắn chẳng lẽ đã đoán trước được điều gì nhưng nếu ta đoán đúng ngài làm như vậy chẳng phải là đối đầu với bệ hạ của quý quốc hay sao bây giờ ta đã trở thành một bí mật mà mọi người đều biết công khai đối đầu với bệ hạ chẳng lẽ đại nhân không lo lắng à đủ rồi đừng cứ đoán mò nữa phạm nhàn thở dài chuyện này không liên quan gì đến bệ hạ chẳng qua là Uyển Nhi gửi thư đến yêu cầu mà thôi. Dù sao ta cũng coi như là một nửa con cháu hoàng tộc, cuối cùng cũng cần phải trả một cái giá nào đó. Vương Thập Tam Lan khẽ mỉm cười, tuy biết y đang nói dối nhưng không vạch trần. Phạm Nhàn nhíu mày nhìn hắn một cái rồi nói, đừng cười như con thỏ nữa, bây giờ xem ra ngươi cũng chẳng phải loại ngu xuẩn. Vương Thập Tam Lan giơ tay lên nói, ta có lúc nào ngu xuẩn. Lúc giết vị huynh đệ mũi tên nhỏ. Lúc này, Phạm Nhàn đã biết quá trình đêm đó tập kích đại bản doanh từ miệng của Vương Thập Tam Lan, nhớ lại sự dũng mãnh của Vương Thập Tam Lan vào thời điểm ấy, từng bày tỏ nhiều lời cảm thán. Lúc này y tiếp tục lặp lại, mảnh tướng thường dễ mất mạng. Vương Thập Tam Lan tự mỉa mai nói, có lẽ ta chỉ quen với cách chiến đấu như vậy. Không hiểu sao, Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ đến Lâm Thanh Hà trong vai một mảnh tướng, tự mình bật cười một cách hoang đường. Sau đó y nhẹ nhàng vỗ vai Vương Thập Tam Lan, nói trong ánh mắt mờ mịt của hắn sư phụ của ngươi bảo ngươi đi theo ta chắc chắn là vì một số chuyện nhiều năm sau nếu đã như vậy hãy trân trọng tính mạng mình trên con đường nam chiếu chỉ cần ngươi âm thầm theo dõi là đủ nếu có thể không ra tay thì càng tốt hắn im lặng một lúc rồi mới nói không phải ta đe dọa ngươi có điều hiện tại minh gia đã nằm trong tay ta quyền lực vận chuyển hàng hóa nội khố đến phía đông cũng đều thuộc về ta ngươi nên hiểu rằng trong hai tháng qua Ta và Lệnh sư đã hợp tác không tệ, cho nên mong ngươi giúp đỡ ta trong việc nhỏ này. Nhìn lá cờ xanh biến mất giữa tán liễu vàng bên hồ, Phạm Nhàn im lặng, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt mông trên gò đất, ngây người nhìn tây hồ thơ mộng cùng cây cầu chưa từng tồn tại cũng chưa từng đứt gãy. Nếu Vương Khải Niên biết những mưu đồ của mình, chắc chắn lão sẽ giật mình kinh hãi, nghĩ rằng y đã mất trí, nhưng trong lòng Phạm Nhàn lại biết mình không hề điên. Trước đây muốn lật đổ thái tử là vì nếu thái tử lên ngôi mình sẽ không được sống yên lành nữa. Nhưng bây giờ lại muốn bảo vệ mạng sống của thái tử nhằm gây rắc rối cho hoàng đế Khánh Quốc bởi vì nếu trưởng công chúa và thái tử đều ngủng củ tỏi, giữa mình và hoàng đế sẽ không còn bất cứ thứ gì giảm sóc, việc tước quyền sẽ diễn ra ngay lập tức. Điều mà Phạm Nhàn lo ngại hơn nữa là an toàn của Trần Bình Bình và Phạm Kiến. Phạm Nhàn hiểu rõ trong lòng, hoàng đế Khánh Quốc rất coi trọng danh tiếng. Từ biến cố lần này trong cung là có thể thấy cực kỳ rõ ràng vì một bê bối của hoàng tộc mà hoàng đế không tiếc giết hàng trăm người trong cung để che đậy sự việc. Còn vụ đồ sát hòn đảo ở Đông Hải và chi tiết trong chuyện bán đứng ngôn băng vân vốn được giữ bí mật rất lâu, giờ lại bị tiết lộ ra ngoài. Kể từ đó, sự sụp đổ của trưởng công chúa có lý do rất thực tế. Có điều, hoàng đế đã vòng vo đến thế chứng tỏ hắn không muốn danh tiếng mình bị tổn hại chút nào. Đây không phải là bê bối của hoàng tộc mà là bê bối của trưởng công chúa, chỉ có vậy mà thôi và từ sắp xếp cho thái tử cũng cho thấy điều này. Chắc chắn hoàng đế phải đau đầu suy nghĩ về cách phế bỏ người thừa kế, bởi hắn không muốn tự tác lên mặt mình. Hai năm qua thái tử đã có biểu hiện chất phát an phận đến vậy, hoàng đế sẽ tìm lý do gì? Trong chuyến đi Nam chiếu, chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều biến cố. Còn việc Phạm Nhàn gửi vương thập Tam Lang là để giải quyết một phần những biến cố đó. Phạm Nhàn không ngu ngốc đến mức bảo vệ thái tử một lần nữa y chỉ muốn tạo ra một chút phiền phức cho hoàng đế khiến cho hoàng đế không chú ý đến mình và chiêu thương tiền trang quá sớm cũng như không có ý đồ với hai vị lão nhân gia đứng sau lưng mình y nhớ đến ngũ trúc thúc biết trong thiên hạ của khánh quốc này có rất nhiều người mà y quan tâm vì những người này y nhất định phải ở lại đây nếu chỉ có mình mình y thực sự không sợ hãi hay lo lắng gì cả cho dù có phải cắt đứt với hoàng đế lão tử y vẫn có thể tỏ ra kiêu ngạo hung hăng ra vẻ giơ ngón giữa với hoàng thành trong mắt nhị hoàng tử và rất nhiều người thông minh mọi thứ bên cạnh phạm nhàn chỉ là những lực lượng trên giấy không thể chịu nổi một đòn chính ý cũng tự biết con dân trong thế giới này đều mang lòng sùng bái tự nhiên đối với hoàng tuyền không chỉ là giám sát viện thậm chí cả khải niên tiểu tổ của y hay tiểu ngôn công tử đang ngồi ở kinh đô xa xôi đều có thể vì một ý chỉ mà đứng ở phía đối lập với mình có điều dù tất cả mọi thứ bên cạnh y bị một ý chỉ của hoàng đế cướp đi y cũng không sợ càng không bị lời nói của lão nhị đoán trúng bởi vì y có một trái tim của con người sống lâu năm trong thời hiện đại xưa nay chưa bao giờ kính sợ đối với thứ quyền lực hoàng gia kia bởi vì y có thể tham khảo với thất diệp sắp xếp ra một quy trình công nghệ nội khố và bởi vì bản thân y là một cao thủ cửu phẩm chuyên về giết người anh còn có một chiếc trương có mối quan hệ mật thiết với hoàng đế bắc tề và có ngủ trúc thúc phạm nhàn lặng lẽ ngồi trên gò đất xanh tươi bên bờ tây hồ hiếp mắt nhìn đám mây đỏ lúc hoàng hôn ở phương xa suy nghĩ trong lòng nếu có một ngày y bị ép phải giơ ngón giữa vào tòa hoàng thành kia đó sẽ là một cảnh tượng đồ sộ như thế nào khánh quốc quốc được coi là quốc gia mạnh nhất đương đại suốt mười mấy năm qua trưởng công chúa lý vân duy ẩn sau lưng hoàng đế khánh quốc làm rất nhiều chuyện âm thầm kiếm được rất nhiều lợi ích từ hai thế lực lớn khác ví dụ như ả à từng mượn cớ sát thủ từ bắc tề và đông di thành ám sát đứa con tư sinh của phạm thị lan để khơi mào một trận chiến mới chiếm lấy phần lãnh thổ không nhỏ của bắc tề hay như việc ả à bán đứng ngôn băng vân cho bắc tề đổi lấy tiếu ân về bắc nhưng lại khiến cho triều đình bắc tề đại loạn phe phái hoàng đế và thái hậu lại nảy sinh xung đột có điều rất kỳ diệu là giữa trưởng công chúa hoàng thái hậu bắc tề cùng với đông di thành vẫn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp thậm chí trong phương diện liên quan tới nội khố bọn họ đã từng hợp tác rất nhiều lần không biết rốt cuộc đám người từ nước khác nghĩ như thế nào nhưng cho dù suy nghĩ thế nào việc trưởng công chúa bất ngờ bị giam cầm đã gây ra chấn động mãnh liệt cho rất nhiều nơi trong thiên hạ khiến nhiều người bắt đầu suy nghĩ về những việc trước đây chưa từng tồn tại ví dụ như phạm nhàn bắt đầu dồn trọng tâm chiến lược của mình sang người vị thiên tử kia còn tại bắc tề và đông di thành đương nhiên đám người quyền lực đó cũng đưa ra những phán đoán riêng của mình đại tông sư trong đông di thành đã gửi đệ tử quan môn đắc ý nhất của mình đến bên phạm nhàn nhưng lại không biết sau đó tên đệ tử quan môn này lại bị phạm nhàn cử đi làm bảo tiêu đương nhiên bây giờ lão cũng chẳng quan tâm đến việc trưởng công chúa bị giam giữ tuy ý xuân đang dày đặc nhưng ven biển đông di thành lại đầy hơi mặn gió ấm từ biển thổi về quanh năm luôn nhẹ nhàng như vậy do đó người dân trong thành không cảm thấy quá biết ơn bầu không khí mùa xuân này trung tâm đông di thành là phủ đệ của thành chủ chiếm một diện tích rất lớn. Thành chủ phụ trách quản lý tất cả các công việc chính sự trong thành. Tòa thành này nổi tiếng hưng thịnh trong thương nghiệp, những gì gọi là công việc chính sự thực ra chủ yếu là thương vụ. Vấn đề về trị an rất hiếm khi xảy ra, vì không có tên trộm to gan nào dám hành động tại nơi có nhiều cao thủ cửu phẩm nhất trong thiên hạ. Ngoại trừ Vương Khải Niên lúc trẻ. Mọi người đều biết, Người thật sự chỉ dẫn phương hướng cho Đông Di Thành và quyết định sống còn của nó không phải là ở phủ của thành chủ, mà là ở những căn nhà tranh liên miên ngoài thành. Nhà tranh uống lượng như hình chữ U, điều kỳ lạ là nó không mở ra hướng về con đường chính mà lại dựa vào ngọn núi phía sau. Nếu ai muốn vào nhà tranh này thì phải đi vòng ra phía sau núi rồi đi xuống theo con đường núi. Người ta nói, đây chính là cách đơn giản nhất mà tứ cố kiếm kiểm tra những người đến thăm ở trung tâm của những nhà tranh hình chữ u là một hố lớn bên trong đầy những thanh kiếm của các cao thủ đã từng đến thách đấu và xin chỉ giáo từ tứ cố kiếm giống như một cánh rừng nhỏ nhô lên bầu trời một vị đại tông sư vừa hiện thế nào dễ ức hiếp may mắn là sau khi cái hố lớn chất đầy thì cuối cùng cơn sóng thách đấu này cũng đã kết thúc không còn ai ngốc nghếch muốn thách đấu với tứ cố kiếm nữa còn những kẻ ngốc đến vậy đã chết ngay trong nhà tranh đây chính là nơi thiên liêng mà trong lòng tất cả võ giả trên đời này đều ngưỡng mộ, mong mỏng, nhớ mãi không quên. Kiếm lư Có người gọi nó là kiếm trũng. Cái tên rất đẹp, mang đầy ý nghĩa. Nhưng tứ cố kiếm chỉ gọi thánh địa bên cạnh mình bằng một cái tên, hố kiếm. Đây chỉ là một cái hố thôi. Trong nhà tranh vang lên một giọng nói nhạo bán, chủ nhân của giọng nói này có vẻ rất trẻ tuổi, tên Hoàng đế Khánh Quốc khốn kiếp kia, còn cả mụ điên lý vân duệ nữa, nghĩ ta là thằng ngốc thật sao? Bên ngoài gian nhà, đại sư kiếm thuật nổi tiếng thế hệ này, Vân Chi Lan đang ngoan ngoãn quỳ gối dưới thềm đá, chăm chú lắng nghe giọng nói trẻ trung kia. Tiếng nói bên trong nhà tranh đầy vẻ châm biếm và cao ngạo ngần như ngông cuồng hung hăng mắng chửi cặp huynh đệ muội cao quý nhất Khánh Quốc một phen rồi mới nói, bị giam cầm. Chỉ có loại ngu ngốc mới tin được, hai huynh muội bọn họ một kẻ làm thần và một người làm ma, đã làm như vậy mười mấy năm rồi, sao bỗng dưng lại trở mặt với nhau nếu đã trở mặt thì phải có lý do chứ. Những lý do mà triều đình Khánh Quốc đưa ra bây giờ có xem là lý do không? Đầu gối của Vân Chi Lan hơi ê ẩm, hắn biết lúc này sư phụ đang mãi mê tự nói tự nghe, rõ ràng đã quên mình vẫn đang quỳ, đành xoa xoa đầu gối và tự mình đứng dậy. Trên gương mặt Vân Chi Lan chỉ có vẻ cười khổ, trong lòng nghĩ thầm mặc dù phần lớn thời gian, cuộc sống của sư phụ đại nhân có vẻ rất hoang đường, nhưng trên phương hướng vĩ mô sư phụ luôn sở hữu một lòng kiên nhẫn khiến người ta thán phục trong một số chi tiết nhỏ có những nét bút như thần chẳng hạn như tiểu sư đệ thế nhưng lúc này lời nói của sư phụ lại trở nên hoang đường chẳng lẽ sư phụ lại nghĩ rằng kinh đô khánh quốc xem ra chuyện đại sự cỡ này chỉ vì hoàng đế và trưởng công chúa khánh quốc ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm không ngần ngại làm mất mặt hoàng thất chỉ để diễn một vở kịch cho mọi người trong thiên hạ xem dù thế nào vân chi lan cũng không thể tin được điều này nói mấy câu nêu ý kiến của mình vị đại tông sư ở kiếm lư đã im lặng dường như cũng cảm thấy phán đoán của mình thực sự có vấn đề nhưng trong lòng lão người khánh quốc đặc biệt là hoàng thất khánh quốc hiển nhiên là những kẻ xấu xa nhất vô sĩ nhất dơ bẩn nhất dơ bẩn nhất và giả dối nhất trên đời này bảo lão tin hoàng thất khánh quốc thực sự xuất hiện một khe nứt lớn như vậy đúng là không phải là chuyện dễ dàng trong tiềm thức của lão vẫn cho rằng liệu có phải Khánh Quốc lại định gán tội danh gì đó cho mình hay không? Cảm nhận này khiến lão vô cùng tức giận, cực kỳ rầu rĩ, nên có phần không chú ý lắng nghe những gì Vân Chi Lan đang nói. Vân Chi Lan thân là đại đồ đệ đứng đầu của nhánh Đông Di tứ cố kiếm, ngoại trừ hai lần được trưởng công chúa mời hành động mà không thành công ra, còn lại phần lớn thời gian đều đại diện cho ý chỉ của sư phụ, phối hợp với thành chủ Đông Di thành, gắn liền với bình an của tòa thành này và tiểu quốc xung quanh. Đối với chuyện chính sự hắn không khéo hơn vị đại tông sư bị thế nhân gọi là ngu ngốc kia nhiều. Từ khi Kinh Đô Khánh Quốc xảy ra biến cố, hắn đã rất nhạy cảm nhận thấy dường như có một cơ hội có thể tranh thủ được đã xuất hiện trước mặt Đông Di Thành. Nếu như nắm được cơ hội này, vi hiếp lớn nhất của Đông Di Thành có thể được tiêu trừ, không cần phải như gốc đại thụ dưới bức tường, liên tục làm vật tế trong cuộc đỏ sức của giới quyền quý Khánh Quốc. Đặc biệt là trưởng công chúa không chết, sự thực này khiến Vân Chi Lan càng kiên định với phán đoán của mình, cực kỳ thành khẩn thuật lại một lần nữa với sư phụ của mình trong gian nhà tranh lại im lặng tứ cố kiếm không nói gì thêm trầm mặc liên tục một lúc lâu sau giọng nói kia mới chậm rãi cất lên trước mắt không thể nhúng tay vào được ai biết có phải cái hố hay không vân chi lan tỏ ý mình hiểu nhưng trong lòng lại cười khổ hắn không hiểu nổi vị kiếm khách vĩ đại trong nhà tranh kia vị đại tông sư ngu ngốc kia không chỉ sợ hãi trước sự hiểm độc của khánh quốc Mấu chốt hơn là nếu Đông Di Thành muốn lợi dụng tranh đấu nội bộ Khánh Quốc thì cần có một thời cơ cực tốt, mà Khánh Quốc thân là cường quốc đệ nhất thiên hạ. Loại thời cơ này không thể do người bên ngoài xây dựng, chỉ có thể chờ người của Khánh Quốc phát ra lời mời. Bất luận là tứ cố kiếm hay là khổ hà, đều là hai gốc đại thụ che trời bên ngoài Khánh Quốc, hai gốc cây này không thể dễ dàng cho thấy thái độ của mình, không thể tùy tiện múa lượng theo thế gió trong núi, bởi vì một khi bọn họ đi về một hướng, muốn trở lại không phải là chuyện dễ dàng gì tiếp tục quan sát xem xem rốt cuộc người khánh quốc muốn chơi trò gì tiếng nói trong gian nhà tranh lại vang lên lần nữa ra lệnh cho vân chi lan chỉ có điều lão không nói cho đồ đệ của mình cho tới nay một số người ở khánh quốc có thể thông qua một số tuyến đường nào nào đó gửi tin tức quan trọng cho mình còn lão hiện đang cân nhắc về những tin tức này vân sư phụ vân chi lan chuẩn bị đến phủ thành chủ bàn bạc đột nhiên nghĩ đến một việc quay lại nhíu mày nói trưởng công chúa khánh quốc đã thất thế có lẽ bên phạm nhàn an toàn để đề phòng có người phát hiện thân phận của tiểu sư đệ có nên triệu hồi sư đệ về không đệ tử quan môn của tứ cố kiếm đông di thành vị vương thập tam lang cầm lá cờ xanh trong tay kia luôn luôn là một nhân vật cực kỳ thần bí trong hai năm qua kể cả cả vân chi lan và rất nhiều người khác đều chỉ biết sư phụ rất yêu quý đứa trẻ này nhưng chưa từng có cơ hội nhập vào trong nhà tranh xem bộ dáng của tiểu sư đệ ra sao mãi tới khi minh gia và chiêu thương ở giang nam nảy sinh tranh chấp vân chi lan mới lần đầu tiên biết được hóa ra sư phụ đã cử tiểu sư đệ đến bên cạnh phạm nhàn vân chi lan cảm thấy khó hiểu có phần không thoải mái dù sao trong triều đình khánh quốc người trẻ tuổi họ phạm kia mới là kẻ địch lớn nhất của đông di thành trong mấy năm qua không biết y đã phá hỏng bao nhiêu chuyện của đông di thành giết không biết bao nhiêu người ở Đông Di Thành. Ngay chính Vân Chi Lan cũng suýt chết dưới ám sát của giám sát viện, những thích khách cao thủ của Đông Di Thành còn đánh du kích với lục sử giám sát viện ở Giang Nam suốt nửa năm. Cho nên sau khi biết sư phụ đã thay đổi thái độ đối với Phạm Nhàn, tuy Vân Chi Lan vẫn chấp nhận nhưng trong lại có phần mâu thuẫn. Ta biết ngươi đang nghĩ gì? Giọng nói châm chọc trong nhà tranh nói, ngươi vẫn cảm thấy ta giúp Phạm Nhàn là không đúng. Thật ra ngươi sai rồi, không phải phạm nhàn cần chúng ta giúp mà là chúng ta cần phạm nhàn tiếp nhận sự giúp đỡ của chúng ta bên phía lý vân duệ đã xong đời rồi ít nhất là về mặt nội khố đã kết thúc chúng ta cần phải có phạm nhàn mà trên thực tế mấy tháng nay minh gia cũng xong đời rồi nhưng cũng không ảnh hưởng đến đông di thành của chúng ta điều này nói lên điều gì điều này chứng tỏ phạm nhàn đã tiếp nhận sự giúp đỡ của chúng ta vân chi lan khẽ cúi đầu nói nhưng cứ như vậy sẽ có ít nhất 3 phần 10 những tuyến đường của chúng ta nằm dưới kiểm soát của Phạm Nhàn, vị thanh niên quyền quý của khánh quốc này xưa nay trở mặt như lật sách, một khi hắn có ý đồ xấu sẽ không dễ ứng phó. Vì sao hắn phải có ý đồ? Tứ Cố kiếm trong nhà tranh phân tích tới chỗ trí tuệ, hoàn toàn không thấy ngu ngốc chút nào, trước kia hai bên chỉ là tranh chấp nhỏ lẻ, không liên quan đến căn cơ. Lý do lúc đó có xung đột là bởi vì có Lý Vân Duệ ở giữa, bây giờ Lý Vân Duệ đã bị giam cầm, Giữa ta và Phạm Nhàn đã không còn xung đột về lợi ích, vì sao hắn phải mạo hiểm đến mức có ý đồ trở mặt hoàn toàn. Trong lòng Vân Chi Lan cả kinh, nghe rõ câu nói giữa ta và Phạm Nhàn kia, thế chẳng phải nói ít nhất ở bề ngoài sư phụ đã thừa nhận người trẻ tuổi Phạm Nhàn có tư cách ngồi ngang hàng đàm luận với mình sao? Trước kia chúng ta có thể giao dịch với Lý Vân Duệ, bây giờ có thể giao dịch với Phạm Nhàn. Tiếng nói trong nhà tranh lại vang lên, bởi vì trong triều đình thánh quốc, từ trên xuống dưới người không sợ hãi hoàng đế khánh quốc trong tận xương tủy chỉ có hai kẻ đó nhớ cho kỹ khánh quốc không phải là của phạm nhàn hắn không có lý do gì phải vì lợi ích của khánh quốc mà làm tổn thất lợi ích của chính mình vân chi lan suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không thể hiểu nổi có điều nếu phạm nhàn ở đây chắc chắn y sẽ vương ngón tay cái lên đối với gian nhà tranh khen một tiếng vị nhân huynh ngu ngốc này đúng là hào sản trước khi sự việc xảy ra ta đã bảo sư đệ của ngươi đi đầu quân cho phạm nhàn đây chính là thái độ. Tiếng nói trong nhà tranh dừng lại một chút, thái độ cần phải được thể hiện đúng chỗ, vì thế ta để sư đệ của ngươi tự làm việc đi. Vân Chi Lan khẽ nhíu mày, suy nghĩ về tiểu sư đệ bí ẩn và đáng thương kia, chỉ vì muốn thể hiện thái độ của mình tại Đông Di Thành mà bị sư phụ bỏ rơi, phải làm khổ sai cho Phạm Nhàn. Đương nhiên, ta bảo hắn tới Khánh Quốc, còn có nguyên nhân khác nữa. Vân Chi Lan tinh thần phấn chấn, không biết tiếp theo sẽ nghe được bí mật gì kết quả lời nói lọc vào tai lại khiến hắn giật mình, suy nghĩ một lúc mới nhận ra nếu mọi chuyện thực sự như vậy thì không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này. Năm đó hoàng thất bắc tề nổi loạn, vì sao người phụ nữ bắc tề ấy có thể bế đứa con trai của mình ngồi vững trên ngôi báo, từ đó thu thập một bắc tề tan tác thành như bây giờ? Bởi vì khổ hà đứng về phía bà ta. Vì sao đông di thành và các nước giáp tranh kẹp giữa hai quốc gia mạnh nhất đương thời luôn phải đung đưa trái phải? phải khuất phục mong được bình an, phải cống nạp vàng bạc, nhưng vẫn miễn cưỡng chèo chống được được. Giả tâm của quân dân Nam Khánh lớn đến thế nhưng lại chưa từng thử nghiệm dùng vũ lực cường đại của họ để nuốt chửng Đông Di vào trong bụng. Vân Chi Lan hoàn toàn không cần suy nghĩ, giọng nói mang vẻ sùng kính nói, bởi vì Đông Di thành có ngài, có kiếm trong tay ngài. Đúng vậy, tuy danh hiệu Đại Tông Sư này không có ý nghĩa gì, nhưng dùng làm vũ khí dọa người cũng không đến nổi tệ tiếng nói trong nhà lá bỗng nhiên trở nên cô đơn ngươi có từng nghĩ tới không nếu như khổ hà chết rồi ta chết rồi thiên hạ này sẽ trở thành bộ dáng gì vân chi lan cảm thấy sau lưng phát lạnh loại tình thế này đương nhiên mọi người trong thiên hạ đều đã nghĩ tới chỉ có điều chưa một ai dám nói ra bởi vì họ biết dựa vào quân lực mạnh mẽ của khánh quốc và lòng nhiệt huyết của người dân khánh quốc một khi hai vị đại tông sư không thuộc về khánh quốc qua đời chắc chắn toàn bộ thiên hạ sẽ lại rơi vào chiến loạn chưa nói tới bắc tề ít nhất đông di thành khó mà bảo vệ được hắn nói một cách thành khẩn và kiên định sư phụ ngài sẽ không chết nực cười trên đời này có ai không chết cơ chứ giọng nói trong nhà tranh càng thêm cô đơn cho dù không chết nhưng con người dẫu sao cũng sẽ già khổ hà cao tuổi như vậy tuổi tác của ta cũng không còn nhỏ chẳng lẽ ngươi cho rằng một ông lão giàu hết đèn tắt cánh tay run rẩy đến nỗi cầm kiếm cũng chẳng xong vẫn còn là đại tông sư hay sao nhưng mà việc này có liên quan gì với chuyện tiểu sư đệ đến khánh vân chi lan im lặng một lát sau đó bày tỏ nghi vấn trong lòng mình trên thế gian này vốn không có đại tông sư gì cả vị đại tông sư trong nhà lá lạnh lùng nói có điều ba mươi mấy năm trước bắt đầu có thêm mấy tên quái vật như chúng ta xuất hiện trước kia không có về sau không biết còn có hay không nhưng ít nhất trước mắt trong số thế hệ cao thủ trẻ tuổi khắp thiên hạ những người duy nhất có cơ hội tiếp cận cảnh giới này chỉ có lác đác một số mà thôi. Trong lòng Vân Chi Lan khẽ sao động, chăm chú nhìn cánh cửa đã đóng chặt của nhà lá. Tiếng cười phát ra từ bên trong cửa, rất đáng tiếc, ngươi đã lớn rồi, rất khó có cơ hội này. Trong hố kiếm của Đông Di Thành này đã có không ít người bò ra, thậm chí còn là nơi bò ra nhiều cao thủ cửu phẩm nhất thiên hạ. Nhưng nếu nói ai có cơ hội trở thành quái vật của đời tiếp theo, có lẽ chỉ có một mình tiểu sư đệ của ngươi. Vân Chi Lan khẽ nhếch miệng, hắn từng giao chiến một kiếm với vương thập tam lang lúc ở trong chiêu thương tiền trang tại tô châu lúc đó biết được vị tiểu sư đệ trẻ tuổi này đã dễ dàng lên tới cửu phẩm hắn thực sự rất kinh ngạc nhưng luôn cảm thấy cảnh giới của tiểu sư đệ còn chưa bằng mình vậy mà trong miệng sư phụ tiểu sư đệ lại là người có khả năng tiến tới đại tông sư nhất đây là vấn đề về tâm tính lúc này cuối cùng tiếng nói của tứ cố kiếm cũng trở nên tự tin và hờ hững như một vị đại tông sư muốn vượt lên trên mọi thứ thì cần phải không để ý đến mọi thứ. Ngươi không làm được, cái tên lang đào chơi đao dưới trướng khổ hà cũng không làm được. Thực ra trong những năm gần đây, chắc khổ hà cảm thấy khổ sở giống như ta, cả hai chúng ta đều bị quấy nhiễu bởi vấn đề mà ta vừa nói qua. Một khi chúng ta già đi, chết đi, đất nước phía chúng ta sau sẽ ra sao? Vì thế chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này trước khi mình qua đời. Ta lựa chọn tiểu sư đệ của ngươi. Khổ hà, hắn chọn hải đường. Thật trùng hợp, đều là đệ tử quan môn của nhau. Mà điều trùng hợp hơn nữa là, khổ hà đưa hải đường đến bên cạnh Phạm Nhàn. Giọng nói của tứ cố kiếm mang theo vẻ chế nhạo, cho dù không phải do hắn đưa, ít nhất hắn cũng rất vui vẻ với những chuyện xảy ra giữa hải đường và Phạm Nhàn. Nếu hắn có thể đưa, đương nhiên ta cũng có thể, chỉ có điều hải đường là một nha đầu, thế là chiếm lợi lớn rồi. Vân Chi Lan trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết kế hoạch bồi dưỡng hạt giống đại tông sư như thế nào vì sao lại liên quan đến phạm nhàn không hiểu vì sao hai vị đại tông sư khổ hà và sư phụ lại tiếp nối nhau đưa đệ tử quan môn của mình đến bên người phạm nhàn thiên hạ thật sự chỉ có bốn lão quái vật thôi sao tứ cố kiếm nhỏ giọng hỏi ngược lại đúng có lẽ chỉ có bốn lão quái vật quái vật kia hình như chưa thành lão chắc ngươi cũng biết hắn gã mù ấy tâm trạng của vân chi lạnh buốt Biết sư phụ đang nói tới nhiều năm trước kia, một nhân vật thần bí từng âm thầm đi lại trong Đông Di thành. Nhưng ngươi lại không biết, phạm nhàn là đồ đệ của gã mù đấy. Người trong nhà tranh cười phá lên. Đây chẳng phải là chuyện rất thú vị sao? Lũ đồ đệ của đám lão quái vật nên tụ tập lại một chỗ mới đúng, đánh nhau trò chuyện tâm tình, sẽ khiến ba người bọn họ tiến bộ không ít. Đây gọi là sự mài dũa. Đương nhiên, chắc khổ hà cũng nghĩ giống ta để cho đệ tử đi theo bên Phạm Nhàn cũng là muốn dính chút vận may. Vận may ư? Vân Chi Lan nhìn chầm chầm vào cửa gian nhà tranh đóng chặt kia. Muốn trở thành lão quái vật cần điều kiện gì? Thông minh, tâm hồn tinh tế, tính cách chăm chỉ. Nhưng quan trọng nhất là vẫn là vận may. Tứ cố kiếm thở dài, trên đời này người luyện võ nhiều không kể hết, cuối cùng rất ít đạt được thành tựu này. Có phải là thiên đạo bất công, hay là cái gì khác? kỳ thực chỉ là vận may của chúng ta tốt hơn so với người khác một chút. Cuối cùng hắn nói, sự thật 30 năm trước đã chứng minh, muốn trở thành đại tông sư, muốn có được vận may như vậy, nhất định phải va chạm với gã mù. Thế nhưng không ai tìm ra gã mù ấy ở nơi nào. Đã như vậy, vậy đành phải đi va chạm với đệ tử quan môn của gã mù thôi. Vân Chi Lan bị lời nói thần thần bí bí này làm cho không hiểu gì cả, một lúc lâu sau mới hỏi vấn đề mình quan tâm nhất, tiểu sư đệ, Hải Đường, Phạm Nhàn, Sư Phụ, Ngài cho rằng trong ba người này ai có khả năng thành công nhất? Trong ba cao thủ tuyệt đỉnh của thế hệ trẻ tuổi này, ngoại trừ Vương Thập Tam Lan vẫn chưa nổi tiếng, hiển nhiên cặp nam nữ Hải Đường và Phạm Nhàn đã đứng trên đỉnh cao của tuổi tác bọn họ. Với độ đuổi đó đã bước vào cảnh giới cửu phẩm, mỗi người lại có điều kiện sư môn cực tốt, hơn nữa trong các thời kỳ khác nhau, thế nhân đều cho rằng bọn họ là những người có thiên mạch. Cho nên khi mọi người bàn luận xem đại tông sư kế tiếp là ai, sẽ nghĩ đến Phạm Nhàn và Hải Đường đoá đoá đầu tiên. Hải Đường Tứ cố kiếm phán đoán vẫn đơn giản như vậy, bởi vì cô nàng này rất tốt, cho nên rất nhanh. Vậy tiểu sư đệ Cũng có thể, đứa nhỏ kia tâm tính sáng tỏ, không thua kém Hải Đường. Phạm Nhàn thì sao? Trong nhà tranh trầm mặt một lát rồi nói, Phạm Nhàn là khó nhất. Vì sao? Mặc dù vô cùng căm ghét Phạm Nhàn nhưng Vân Chi Lan vẫn vô thức lên tiếng phản đối, tuy cảnh giới hiện tại của hắn còn đang quanh quẩn trong cửu phẩm, cực kỳ không ổn định, không bằng những hải đường đóa đóa, nhưng với tốc độ tiến bộ của hắn, có thể nói là thật sự không phải người. Đặc biệt là về mặt tâm tính, theo như đồ đệ quan sát, trên thế gian này người trẻ tuổi kiên định như hắn vô cùng hiếm thấy. Về phần chăm chỉ cần cù, Mặc dù hắn sinh ra trong gia đình quyền quý, nhưng là từ thuở nhỏ đã tu hành không ngừng nghỉ, cực kỳ chịu khó. Điều kiện gì cũng đã có, nhưng Phạm Nhàn thiếu một khâu quan trọng nhất. Tứ Cố kiếm đưa ra kết luận cuối cùng, hắn vô tâm, người trẻ tuổi này vốn là vô tâm đối với thế gian này, nếu không đã vô tâm, đương nhiên không thể nói tới tâm tính, muốn tiến tới cảnh giới thiên đạo, trừ phi hắn từ bỏ mọi thứ trong tay. Hắn có nở không? Phạm Nhàn là người phàm tục, đương nhiên y không nở. Tuy gã mù là người rất đáng gờm, có thể mang vận may tới cho đối phương, nhưng vận may của hắn không tốt lắm. Mà hắn không phải sư phụ tốt. Cuối cùng tứ cố kiếm nói, ta rất nhớ gã mù, thế nhưng thật đáng tiếc, sau khi hắn biến mất mười mấy năm, lúc xuất hiện lại đi tìm cái gã đầu trọc khổ hà kia. Từng, thật đáng tiếc. Vân Chi Lan nghe được tiếng kiếm ngâm rời vỏ trong gian nhà tranh. Trong các đại tông sư, Diệp Lưu Vân là người tự do tiêu sái, chưa bao giờ nhận đệ tử, còn tứ cố kiếm lại thu môn đồ rộng rãi. Nếu tính cả những đệ tử ký danh, ít nhất cũng có hơn 50 người. Cho nên các đệ tử đều có trình độ không đồng đều, tuy có những cao thủ cửu phẩm như Vân Chi Lan, người trẻ tuổi bí ẩn như Vương Thập Tam Lan, nhưng cũng có nhiều kẻ không thành tài. Về phần quốc sư khổ hà của Bắc Tề, hắn ta ít nhận đệ tử, nhưng mỗi người đều là cao thủ xuất sắc chẳng hạn như sư phụ võ đạo của tiểu hoàng đế bắc tề cường giả cửu phẩm lan đào hay người mặc bộ quần áo vải hoa được thế nhân đồn đại là sở hữu thiên mạch hãy đừng đoá đoá gã mù mũ trúc thúc cũng có đồ đệ chẳng qua đại đệ tử khai sơn và đệ tử quan môn của hắn đều là cùng một người phạm nhàn tứ cố kiếm nói cũng không sai các đại tông sư cũng là con người bọn họ cũng phải suy xét những vấn đề phía sau vì vậy đám quan viên này đều đã bỏ công sức cực lớn vào đệ tử quan môn của mình đương nhiên bọn họ chỉ âm thầm đặt cược không muốn áp lực này quấy nhiễu việc tu hành của các đệ tử hải đường phạm nhàn vương thập tam lan cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện cùng lúc một chỗ nếu có một ngày như vậy chắc chắn sẽ là một tình cảnh rất thú vị chỉ có điều tứ cố kiếm đã nhầm lẫn ở một điểm hay nói chính xác hơn lão đã vô thức không nhớ đến một điểm năm ngoái quốc sư Bắc Tề tên là Khổ Hà Mở Sơn Môn để thu nhận đồ đệ, mượn vào dấu hiệu tốt lành thu nhận về hai đồ đệ nữ, một người vào cung làm hoàng phi, người lại trông coi vườn thuốc trong núi. Xét theo ý nghĩa này, Hải Đường không còn là đệ tử cuối cùng của Thiên Nhất Đạo, mà là Phạm Nhược Nhược. Mùa xuân ở Bắc Tề đến hơi muộn một chút, nhưng chung Quy cũng đã đến. Từ Thượng Kinh Thành quốc đô Bắc Tề đi ra không xa lắm, vòng qua ngọn núi hoang vu tựa như Hoàng Ngọc ở phía Tây, lại đi về phía bắc thêm vài canh giờ là tới trong một ngọn núi cảnh sát thanh tịnh. Ngọn núi này không quá cao lớn, nhưng cây cối trên núi lại rậm rạp chằng chịt, có vẻ hoang sơ yên bình, từng tán cây xanh xen kẽ, cảnh sắc mỹ lệ. Cũng như địa vị của kiếm lư trong lòng các kiếm khách khắp thiên hạ, trong mắt con dân Bắc Tề hoặc là những khổ tu sĩ hành tẩu khắp thiên hạ, ngọn núi xanh này cũng là nơi linh thiên không thể xâm phạm, một thánh địa cao quý. Bởi vì ngọn núi xanh vô danh này, chính là nơi tọa lạc của thiên nhất đạo Bắc Tề, là chốn quốc sư Khổ Hà tu luyện. Từ con đường núi gập ghềnh đi vào trong sơn cốc thanh tịnh, loáng thoáng thấy được nơi vạn gốc tùng tụ tập. Vạn cây tùng, thân cây to lớn dáng lá đa dạng, có những lá tùng mềm mại giống như sợi tóc rủ xuống, một số lá tùng như nổi giận cứng cỏi đâm lên trời, có lá tùng giống như từng cái ống tròn nhỏ, cực kỳ thú vị. Lúc này là sáng sớm, Giọt sương đang trải rộng trên cây cỏ trong núi, đại đa số giọt sương sau khi làm ướt lá tùng sẽ trượt xuống đất. Chỉ có những cây tùng có lá cây dày đặc mới giữ được giọt sương trong cành lá mình, phản chiếu ánh nắng sớm, trong suốt như bảo thạch. Nhìn theo những giọt sương mờ này vào trong núi, có thể thấy quần thể kiến trúc của thiên nhất đạo, những kiến trúc này thừa hưởng phong cách học thuật tuyệt đẹp của đại ngụy, bắc tề, lấy hai màu xanh đen làm chủ đạo. Màu đen nghiêm túc, màu xanh lam gần gũi với tự nhiên, hòa mình vào thiên địa uy thế ẩn giấu trong vẻ đẹp tinh tế đạo môn của thiên đạo tuy không giống kiếm lư ở đông di thành không rộng mở cửa đón đệ tử nhưng nhờ khổ hà đại sư thanh tu tại đây đã thu hút vô số khách hành hương tới đây cúng bái mười người đến thì một người ở tuy quốc sư thu ít đồ đệ nhưng những đồ đệ đã trưởng thành như lan đào đều phải thu đồ đệ trong vài chục năm qua số người trong đạo môn càng ngày càng tăng đến bây giờ đã có hơn trăm người tu hành trong thanh sơn trong lòng các đệ tử này đương nhiên họ hy vọng có thể ở trong núi thanh tu nhiều năm ra ngoài giúp đỡ thế gian và triều đình cũng giống như vị tiên tử trong lòng bọn họ năm đó thánh nữ bắc tề hải đường đoá đoá đã thanh tu không biết bao nhiêu năm dưới những gốc tùng này trong ngọn núi này trước khi hải đường rời núi đã trồng rau trong một khu vườn ở phía ngoài những kiến trúc màu xanh đen kia rau được cô trồng ngoài phần tiêu thụ hàng ngày còn đều được đưa đến học đường cho đến hôm nay còn có rất nhiều đệ tử tự hào vì đã từng được ăn rau do hải đường trồng. Trong một năm qua, đại bộ phận thời gian hải đường đã ở xa xôi tại Giang Nam Khánh Quốc, sống chung một chỗ với tiểu phạm đại nhân nổi danh ngang hàng với cô. Sự thật này khiến cho lòng người Bắc Tề cực kỳ không cam lòng, đặc biệt là đám đệ tử trong ngọn núi xanh thiên nhất đạo, ngoại trừ những cảm xúc tiêu cực như ghen tị và phẫn nộ, điều khiến cho đám đệ tử này khó chịu nhất là mình khó lòng được thấy cô gái mặc áo hoa ở trong khu vườn kia trong những năm tháng trước đây, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cô gái đó, cõi lòng mọi người sẽ ổn định lại. Mà không bao lâu sau khi hải đường rời khỏi, lại có một cô nương khác chuyển đến ở tại vườn rau kia kia, đồng thời biến rau xanh trong vườn thành một số dược liệu có thể trồng được. Thân phận của cô gái này rất đặc biệt, người này là đệ tử quan môn mà sư tổ khổ hà vừa thu nhận, thay thế vị trí của tiểu sư cô hải đường. Cô nương này vào ở trong khu vườn của hải đường, cẩn thận thu dọn hạt giống của hải đường. Cô chính là muội tử của Phạm Nhàn. Các đệ tử Thanh Tu trong núi vô cùng kinh ngạc, bọn họ không hiểu vì sao sư tổ lại tới tận Nam Khánh xa xôi nhận nữ đồ đệ, càng không hiểu vì sao lại muốn nhận chính muội muội của Phạm Nhàn làm đồ đệ. Phạm Nhàn là ai? Hắn chính là quyền thần trẻ tuổi hàng đầu trong Nam Khánh. Nhưng chuyện đã xảy ra, các đệ tử trong núi không cách nào thay đổi, đành phải học cách tiếp nhận, tốn thời gian rất dài mới quen với sự tồn tại của tiểu thư nhà họ Phạm nam khánh và bắc tề là kẻ thù truyền kiếp tuy nói hai năm nay vẫn luôn trong mối quan hệ hữu hảo chưa từng có thế nhưng căn nguyên tình cảm đã cắm sâu trong nội tâm mọi người lại rất khó tiêu trừ cho nên lúc đầu nhược nhược sống trong những ngọn núi này không được thuận lợi bất kể cô đi đến nơi nào đều được đón chào bằng ánh mắt căm thù và lời bàn tán sau lưng cũng may vị cô nương này vốn không để ý những thứ đó lại thêm tính tình vốn lãnh đạm không mấy để ý tới thái độ của người khác cứ thế vài tháng trôi qua các đệ tử của thiên nhất đạo mới phát hiện ra hóa ra vị tiểu sư cô này còn có thái độ lãnh đạm hơn cả bọn mình không khỏi cảm thấy nhàm chán thật ra phạm nhược nhược rất hài lòng với cuộc sống học tập của mình tại bắc tề nụ cười trên mặt cô nhiều hơn so với lúc ở kinh thành rất nhiều chẳng qua người bắc tề không biết điều này dù sao thì họ cũng đâu có hay năm xưa khi vị tiểu thư phạm gia này năm đó ở kinh đô nam khánh kinh đã sớm có biệt danh băng sơn tài nữ niềm vui của Phạm Nhược Nhược đến từ hoàn cảnh thoải mái và bận rộn. Quốc sư Khổ Hà chỉ dạy cô một số tâm pháp nhập môn của thiên nhất đạo, tặng cô mấy quyển kinh thư, sau đó không buồn để ý tới cô nữa, thời gian còn lại cô đều theo nhị sư huynh học tập y thuật. Đây cũng là một trong những mục đích cô tới Bắc Tề xa xôi, ngày thường dùng y thuật mình học được để chữa cho dân chúng nghèo khổ dưới núi một chút, cuộc sống trôi qua rất phong phú. Vị nhị sư huynh này họ một tên bồng. Khổ Hà đặt tên cho đám đồ đệ này đều rất thú vị, Lan Đào, Hải Đường, Mộc Bồng, Bạch Sâm, đều là những cái tên thực vật. Người cũng như tên, Lan Đào cũng có cảm giác giống như trên mặt chữ, toàn thân tràn đầy sát khí và góc cạnh, Hải Đường thì dịu dàng mà kiên cường đứng trong gió mưa, Mộc Bồng chính là vị thuốc, có thể tưởng tượng được vị nhị sư huynh năm nay đã qua 40 này am hiểu nhất là cái gì. Phạm Nhược Nhược nhặt chiếc lá lên, hứng lấy dọc xương trên lá tùng bên cạnh viện, hơi nghiêng đầu đổ nước vào trong bình có phần hiếu kỳ vì sao bên trong bài thuốc lại muốn dùng nước sương cô đang nghe chuyện trên tivi audio cv ôm bình đi ra cửa sân đi dọc theo thềm đá lên trên chuẩn bị học tập hàng ngày dọc đường có thể thấy một ít đệ tử trẻ tuổi thuộc thiên nhất đạo các đệ tử thấy cô nương này ôm bình bước tới bèn chậm rãi đứng sang bên cạnh hành lễ vấn an một mặt là bởi vì dù sao đi nữa nhược nhược cũng là tiểu sư cô của những người này mặt khác là sau mấy tháng các đệ tử của thiên nhất đạo đã biết vị tiểu thư phạm phủ này tuy lãnh đạm nhưng tâm địa thật sự rất lương thiện, không ra vẻ dối trá, tốt hơn rất nhiều so với kẻ mang vẻ ngoài dịu dàng nhưng lòng dạ độc ác ở phía nam. Nhất là mấy tháng vị tiểu thư phạm phủ này không ngừng nghỉ, không ngừng ngại vất vả xuống núi chữa bệnh cho bách tính, khiến cho những đệ tử đời sau này kính trọng sâu sắc đức độ của cô. Phạm nhược nhược khẽ gật đầu đáp lễ, trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nào. Cô trèo lên dãy thềm đá dài, đứng trên đỉnh núi, dừng bước nhìn cảnh rừng núi xanh um tươi tốt phía dưới, bỗng nhiên duỗi lưng một cái, kêu to một tiếng, gương mặt nổi lên hai vần đỏ ửng sau khi vận động, có vẻ khá hưng phấn. Thuở nhỏ cô bị thiếu dinh dưỡng bẩm sinh, tuy đã được huynh trưởng điều trị một thời gian ngắn nhưng không hề có chuyển biến nào về mặt căn bản. Trong thời gian ở Kinh Đô, gương mặt cô thường mang màu tái nhật, hôm nay trên dung nhan đó đã hiện ra màu đỏ ửng khỏe mạnh, có thể thấy sau một năm rưỡi ở Bắc Tề, thân thể của cô đã tốt hơn nhiều. Thể chất phụ thuộc vào tâm, chủ yếu vẫn là do tâm trạng ung dung thoải mái mà thôi. Không cần tham gia mấy hội thơ nhàm chán, không cần đến các phủ đệ của các vương công quý tộc nói phím với đám phu nhân kia, không cần giống như các tỷ muội khác trốn sau bình phong nắm nam nhân, không cần ngày ngày may vá. Phạm Nhược Nhược ngây ngẩn đứng trên thềm đá nhìn xuống núi, gương mặt nở nụ cười vui vẻ. Cuộc sống như thế này mới là điều muội muốn. Cảm ơn huynh, Ca, ca Trong núi ngoại trừ việc tu hành tâm pháp thiên nhất đạo, còn giảng dạy kinh sách công chính, cơ bản là sử dụng phương pháp giáo dục mà trang mặt hàng trang đại gia đã tự mình chỉnh sửa năm xưa. Phạm Nhược Nhược kết thúc một canh giờ tu hành, đến chỗ ở của nhị sư huynh một bồng, kính cẩn hành lễ, sau đó chọn một số vấn đề khó khăn trong y học, nêu ra mời nhị sư huynh chỉ điểm. Một bồng nói lướt qua vài câu, bỗng nhiên thấy vẻ hân hoan trong mắt cô gái, mỉm cười nói, tiểu phạm đại nhân lại gửi thư tới à. Phạm Nhược Nhược mỉm cười gật đầu, nói, mặc dù thư từ vẫn chưa tới, tính ngày tháng chắc là sắp rồi. Một bồng gãi mái tóc rối tung, cười nói, vui vậy à, tình cảm huynh muội giữa hai người tốt thật. Nếu đã như vậy, sao không ở lại Nam Khánh? Tiểu sư muội, bắt tề tuy tốt, nhưng dẫu sao cũng là quốc gia khác. Tuy địa vị của một bồng chắc chắn không bằng lão độc vật trong giám sát viện kia, nhưng dù là hành nghề y hay là đại nhân vật sử dụng độc dường như tóc tai đều hơi rối sinh hoạt hàng ngày có phần hơi lộn xộn đương nhiên không để ý tới chuyện trang phục phạm nhược nhược mỉm cười đáp ở đâu cũng được ca ca đã từng nói người sống trên đời đều phải hy sinh vì mục tiêu mình muốn một bồng kinh ngạc hỏi ồ vậy mục tiêu của sư muội là gì cứu người phạm nhược nhược bình đáp chỉ đơn giản như vậy đúng vậy Ừ. một bồng trầm ngâm trong chốc lát rồi nói người làm thầy thuốc phải có tấm lòng của bậc cha mẹ nhưng trước khi muội đến bắc tề mới dự thính trong thái y viện ở nam triều một đoạn thời gian vì sao lại có tâm nguyện lớn như vậy sư huynh không phải là vì tâm nguyện mà là chính mình muốn cái gì phạm nhược nhược không suy nghĩ gì thêm bình thản nói ca ca đã từng nói một câu con người cần sống thế nào trong cuộc đời Điều quan trọng nhất chính là làm cho tâm cảnh của mình được yên vui, việc chữa bệnh, cứu người giúp muội vui vẻ, cho nên muội lựa chọn như vậy. Con người cần sống thế nào trong cuộc đời? Một bồng khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng, không nói thêm điều gì, nhưng trong lòng lại đang tự hỏi, tiểu tử nhà họ Phạm có thể khiến hải đường sư muội động tâm như vậy, rốt cuộc là người như thế nào? Trời chưa tới lúc hoàng hôn, Phạm nhược nhược ôm lọ nước trống rỗng đi xuống bậc thềm đá, trở lại trong khoảng sân của mình, cẩn thận chăm sóc các vị thuốc trong vườn. Sau đó, cô trở về phòng nghỉ, bắt đầu chuẩn bị giấy bút. Trong phòng, trang trí không hề thay đổi chút nào, bởi vì cô hiểu dù sao nơi đây cũng là nhà cũ của Hải Đường cô nương, đối với người bắt tề mà nói, nó mang ý nghĩa khác biệt. Một bức thư lặng lặng nằm trên bàn, trong mắt Phạm Nhược nhược lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng mở lá thư ra, cẩn thận xem kỹ những nét chữ quen thuộc trên đó. Trong quá trình đọc thư, Gương mặt của cô liên tục biến đổi, lúc thì căng thẳng, lúc thì vui mừng, lúc lại có một chút buồn bã. Thư được Phạm Nhàn gửi tới, y đã tốn rất nhiều công sức để đưa em gái mình đến Thiên Nhất Đạo ở Bắc Tề. Hai huynh đệ cách xa rất nhau, việc liên lạc rất bất tiện, ai cũng nhớ nhung người còn lại. Vì vậy ngay khi Nhược Nhược có chỗ ở cố định, Phạm Nhàn lập tức bắt đầu lại thói quen mỗi tháng một bức thư gia đình gửi tới. Lúc còn nhỏ, Phạm Nhược Nhược từ Đạm Châu trở về kinh đô từ khi cô biết chữ viết phạm nhàn đã bắt đầu gửi thư cho cô dựa vào con đường gửi thư rất phát triển của khánh quốc thư từ giữa hai huynh muội ở kinh đô và đạm châu luôn thông suốt mỗi tháng một bức chưa từng gián đoạn cho đến năm thứ tư của khánh lịch phạm nhàn vào kinh đô không biết đã viết thư bao nhiêu năm trong những lá thư này không biết ẩn chứa bao nhiêu tình cảm của hai huynh muội trong thư nói về hồng lâu kể về câu chuyện mô tả về nhân vật và phong cảnh hai nơi những chuyện nhà vụn vặt nhiều vô số kể nhưng chính nhờ những lá thư này phạm nhàn đã trở thành một trong những thầy giáo về mặt tinh thần cho muội muội từ nhỏ phạm nhược nhược bị nội dung trong những bức thư này ảnh hưởng thái độ tâm cảnh của cô so với đại đa số nữ nhân trên cõi đời này không phải nói là khác với đại số mọi người trên cõi đời này cô vẫn như củ hiếu thuận cha mẹ thương yêu huynh đệ bầu bạn với với tỉ muội trong khuê các rất tốt nhưng trong lòng cô lại có rất nhiều điểm khác biệt một nhân cách tương đối độc lập và khao khát tự do, khiến cho cô không hợp với thế giới này, nhưng cô lại không thể tách rời khỏi thế giới này để sống. Chính bởi vì mâu thuẫn này, khi cô ở Kinh Đô, trở thành một cô gái băng sơn, lạnh lùng và từ chối mọi người. Chỉ có sau này, ở trước mặt Phạm Nhàn, cô mới dám thổ lộ chân tâm. Cho nên, dù ở xa xôi dị quốc, dù phải sống cuộc sống thanh khổ, loại hình nhân sinh kinh khủng và dị thường này, trong mắt tiểu thư quý tộc, lại khiến cô cam lòng và vô cùng vui vẻ tất cả những việc này chỉ bắt đầu từ thư tín là tin nhắn giữa hai người phạm nhàn và cô phạm nhược nhược nhìn vào tờ giấy thư ngẩng người một lúc lâu sau đó mới thở dài một tiếng đôi mắt đã có ánh lệ những trận tranh đấu ở kinh đô cách cô rất xa xôi cô cũng tin tưởng vào khả năng của phụ thân và anh trai mình cho nên cô không để ý đến những thứ nguy hiểm được viết trong thư chỉ có điều trong bức thư lần này phạm nhàn đã nhắc đến hoàn thành Hoàn Thành. Phạm Nhược Nhược lau sạch dọc lệ nơi khóe mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh vị thế tử ôn hòa kia. Hắn đinh tới phía tây đánh nhau với người hồ, liệu có bị thương không? Có trở về không? Tỉnh Vương phủ cùng với Phạm phủ chính là kết giao nhiều đời, Phạm Nhược Nhược cũng đã lớn lên từ nhỏ cùng Lý Hoàng Thành. Cô biết tuy đối phương có chí lớn, nhưng xét về bản tính lại là một người tốt hiếm có, bỏ qua những chuyện phong lưu trên thuyền hoa kia thì cũng cực kỳ si tình với mình lần này hoàng thành tự rời khỏi kinh thành một mặt là muốn rời khỏi trận tranh đấu giữa các hoàng tử ở kinh đô nhưng cô lại hiểu chẳng khác gì bản thân làm hắn bị tổn thương là một loại tự trục xuất bản thân mình nhưng phạm nhược nhược vẫn không thể đón nhận hoàng thành đúng vậy trái tim linh lung của cô bị phạm nhàn tiêm nhiễm quá nhiều tới giờ so với phạm nhàn lại càng không thể chấp nhận thái độ về nam nữ trong thế giới này có phải đây là một chuyện rất hoang đường rất thú vị hay không đương nhiên ngay cả khi không có những chuyện phong lưu trên thuyền hoa kia ngay cả khi hoàn thành là một người hoàn hảo phạm nhược nhược vẫn không thể chấp nhận cuộc sống cùng nam nhân đó giống như phạm nhàn đã kể lại một câu chuyện nào đó trong những bức thư năm xưa những thứ đó đều rất tốt nhưng ta chỉ không thích mà thôi hắn lại viết câu chuyện gì mà làm cho muội khóc lóc như vậy ngoài cửa phòng vang lên đến một giọng nói lười biếng âm thanh hết sức trong trẻo cái gã ca ca của muội trong một khía cạnh nào đó thực sự rất đáng ghét. Phạm Nhược Nhược kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, thấy hải đường cô nương mặc một bộ áo mỏng đang ở chỗ cửa, vội vàng đứng dậy, nói, hóa ra là sư tỷ đưa thư tới, muội còn tưởng là người của vương đại nhân phái tới. Hải đường giấu hai tay vào trong áo, rảo bước chân đi vào, nói, vương khải niên không trở về, phạm nhàn không nói à. Bây giờ người ơ thượng kinh là đặng tử Việt, muội nên gặp mặt. Phạm Nhược Nhược khẽ gật đầu hải đường mỉm cười nói ta thật sự rất tò mò về nội dung lá thư này lại khiến cho người luôn bình tĩnh như muội cũng phải rơi lệ ngón tay của phạm nhược nhược nắm lấy lá thư cúi đầu nói sư tỷ đừng trêu muội ca ca vẫn cứ dông dài như trước kia hải đường thở dài nói điều này ta hiểu rất rõ phạm nhược nhược khẽ nghiêng đầu nghi hoặc hỏi chẳng phải sư tỷ đang ở thượng kinh à sao lại về núi hải đường về núi đương nhiên không phải là cố ý thay phạm nhàn gửi thư cho mụi mụi cô nhìn phạm nhược nhược mỉm cười sư phụ nhận được thư từ nhị sư huynh cho rằng mụi đã có thể xuống núi bảo ta đưa mụi đi thượng kinh thành đến thượng kinh thành phạm nhược nhược có vẻ khó xử nhưng còn rất nhiều thứ chưa học chẳng qua là có người muốn gặp mụi nên mới mời ta đưa mụi đi một chuyến hải đường nói mụi thích cuộc sống trong núi đến lúc đó cứ về là được Sư tỷ cũng rất thích cuộc sống trong núi đúng không? Phạm Nhược Nhược cười nói, muội chưa động chạm gì vào gian phòng này đâu, giữ lại, đến lúc đó chúng ta ở cùng nhau. Nghe câu này, Hải Đường lại chìm vào trầm mặc, một lúc lâu sau cô nương này mới thở dài, nói một cách bất đắc dĩ, nhưng nếu muốn về, đâu phải chuyện một năm hai năm. Phạm Nhược Nhược biết rõ, Hải Đường sư tỷ luôn âm thầm làm chuyện gì đó cùng với ca ca. Vốn dĩ có Phạm Nhàn đứng giữa làm cầu nối, Mối quan hệ giữa cô và Hải Đường không tệ, hơn nữa nói chuyện cũng tương đối tự do, nhưng mỗi khi nghĩ đến tẩu tẩu lâm Viễn Nhi ở Khánh Quốc xa xôi. Phạm Nhược Nhược luôn cố gắng giữ khoảng cách với Hải Đường, có lẽ đây chính là chút tâm tư nhỏ của cô nương này. Cô bỗng nhiên nhớ tới lời nói lúc trước, Hiếu Kỳ hỏi, vào Thượng Kinh Thành, ai muốn gặp muội? Bệ hạ. Khóe môi Hải Đường nở một nụ cười, nghĩ thầm tâm tư của vị bệ hạ kia cũng khó đoán chẳng khác nào Phạm Nhàn. Cách ngọn núi xanh của đạo môn thiên nhất đạo hoàn toàn không xa, trong thượng kinh thành, tòa hoàng cung kết hợp hai màu xanh đen, mỹ lệ độc nhất vô nhị trên thế gian, chủ nhân của thiên hạ phương Bắc, hoàng đế Bệ hạ Bắc Tề đang ngồi co quắp trên giường, hai chân bọc trong vải cực kỳ ấm áp. Thân thể lại tựa vào trong lòng một vị mỹ nhân mặc trang phục cung đình. Vị hoàng đế tuổi tác không lớn lắm này than thở với mỹ nhân phía sau, lý lý, trẫm vẫn chưa hiểu. Nàng nói xem rốt cuộc mùa hè năm ngoái chúng ta đã làm gì? mùa hè năm ngoái, hình như chúng ta đâu có làm gì. Tư lý lý ôm đầu, có vẻ hơi nhức óc. Từ sau khi Phạm Nhàn đề cập đến câu này trong bức thư cho đoá đoá, tiểu hoàng đế Bắc tề và hai nữ nhân bên cạnh đã xa vào suy tư vô tận. Cho dù bọn họ dù suy đi tính lại thế nào cũng không hiểu nổi, Trước cuộc mùa hè năm ngoái đám người bọn mình đã làm chuyện gì với Phạm Nhàn. Lá thư chỉ có một câu, viết một cách trần trụi như một lời cảnh cáo, thậm chí còn giống như một loại uy hiếp. Bên phía Bắc Tề cũng thấy hoang mang, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Phạm Nhàn tức giận đến vậy. Đương nhiên bọn họ không ngờ tới, nguyên nhân của tất cả những thứ này chỉ bởi vì Phạm Nhàn tính toán sai năm, ý của anh là muốn cảnh cáo các vị nương tử quân phương Bắc về chuyện căn miếu đổ nát kia, y đã biết rồi. Lông mày tiểu hoàng đế Bắc Tề nhíu lại, lạnh lùng nói, năm ngoái Trẫm thông qua tay Vương Khải niên tặng hắn một thanh kiếm tốt, cho dù hắn nhìn thấu việc này, không cảm kích Trẫm thì thôi vì sao lại gửi thư đe dọa tiểu sư cô? Đại Ngụy Thiên Tử Kiếm Tư Lý Lý che miệng cười thản nhiên, ánh mắt lóe sáng, hay là Đại Ngụy Thêm Tử Kiếm? PS Kiếm Thêm Con Âm điệu từ ngữ giống nhau, tiểu hoàng đế bắt tề mất một chút thời gian mới hiểu được câu đùa này, nhưng hắn không cười, ngược lại sắc mặt có vẻ âm trầm. Tư Lý Lý trong lòng hơi động, biết bệ hạ không thích mình càng rỡ quá mức, vì thế im lặng, quỳ ngồi ở một bên. Tiểu hoàng đế bắt tề chậm rãi ngồi dậy, hai tay thuận theo thái dương mân mê về phía sau, cuốn lọn tóc dài đen nhánh lại, hai hàng lông mày thanh tú thẳng tắp, bình tĩnh nói, không nói những chuyện này nữa. Tối nay Phạm Tư Triệt tối nay tổ chức đại tiệc mời khách, trẫm để vệ hoa thay mặt trẫm tham dự, nàng cảm thấy thế nào? Bệ hạ anh Minh Tư Lý Lý suy nghĩ một lúc lâu sau đó nghiêm túc nói, nếu trói lão nhị Phạm Gia ở Thượng Kinh Thành, chắc chắn Phạm Nhàn bên phía Nam sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn một chút, cho dù có suy nghĩ gì khác cũng phải cân nhắc đến đệ đệ và muội muội của mình nói tới muội muội chắc hôm nay vị nhược nhược sư cô kia cũng sẽ đến tiểu hoàng đế bắt tề mỉm cười vẫy vẫy tay một cái hết sức tự nhiên và tiêu sái về phần cách nói của nàng rõ là nói dối không phải là nếu chúng ta trói con cháu phạm gia ở thượng kinh thành là để uy hiếp phạm nhàn mà là phạm nhàn đưa đệ đệ và muội muội của mình đến nước ta muốn chúng ta làm bảo mẫu hắn hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói phạm nhàn là người như thế nào nếu đã dám đưa đương nhiên không sợ chúng ta dùng hai người này làm con tin cái cả này lúc đó ở trong cung luôn thể hiện rất dịu dàng và rộng lượng không giao tiếp với hắn thì không biết tính tình âm độc của hắn tư lý lý miếng môi cười nói nhưng bệ hạ vẫn đồng ý thần thiếp nói trói cũng không phải ý bắt con tin phạm nhược nhược và phạm tư triệt sinh sống rất tốt ở bắc tề tâm trạng phạm nhàn cũng tốt tương lai không chừng sẽ có ngày nào đó sẽ đến đây nào có đơn giản như vậy hoàng đế bắt tề tự cười dễu nói hắn đang sinh sống vui vẻ ở nam khánh hiện giờ lý vân duệ đã lại thất thế không ai dám động vào hắn chút nào làm hắn lại vứt bỏ thanh quyền lực vô thượng trong tay sang nương nhờ trẫm về những sắp xếp này của hắn chỉ có thể nói người này mẫn cảm đa nghi giống hệt như lão cha già hoàng đế của hắn thỏ không ba hang hắn chỉ coi quốc gia của trẫm là một cái hang cho gia tộc của hắn mà thôi hắn thở dài vả lại ở giang nam ở nội khố nam triều trẫm có quá nhiều chỗ cần hắn cho dù biết rõ hắn lợi dụng trẫm cũng chỉ có thể đồng ý trong thời gian hơn một năm hoàng đế bắc tề và phạm nhàn tự mình tuyển chọn người phát ngôn bắt đầu thông qua con đường của thôi gia năm đó qua từ hạ minh ký và phạm tư triệt bắt đầu cùng cuộn không ngừng buôn lậu sang phía bắc cả hai bên đều vơ vét chỗ tốt trong đó mặc dù phải phòng ngừa hoàng đế khánh quốc nghi ngờ chuyện này được thực hiện cực kỳ bí mật cho dù có tra ra cũng không liên lụy tới những nhân vật cấp cao này nhưng mà cả hai bên đã buộc chặt lại với nhau cho nên phạm nhàn mới an tâm để cho đệ đệ muội muội ở lại bắc tề câu nói lúc trước không sai hiện giờ tiểu hoàng đế bắc tề chính là một bảo mẫu tốt mà phạm nhàn tìm được huống chi phạm nhàn bây giờ đã đoán được chuyện trong miếu hoang kia lúc sử dụng tiểu hoàng đế bắc tề lại càng không khách khí vì sao phạm nhàn phải lưu lại lối thoát tư lý lý nghi hoặc hỏi chẳng lẽ hắn vẫn cho rằng Thánh quốc không phải là nơi ở lâu của mình đây chính là điểm khiến trẩm cảm thấy hứng thú nhất tiểu hoàng đế bắt tề cười phá lên rốt cuộc phạm nhàn là người như thế nào trong quá trình leo lên trong nam triều lại bắt đầu tìm kiếm lối thoát chẳng lẽ phạm nhàn cho rằng cuối cùng sẽ có ngày hắn trở mặt với hoàng đế nhà mình đúng là không thể hiểu nổi hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói còn nhớ lần hắn đưa nàng về thượng kinh thành không tư lý lý khẽ giật mình chợt nhớ tới quãng thời gian dịu dàng bầu bạn trong xe ngựa trên con đường lên phía bắc lúc trước gương mặt hơi nóng lên cúi đầu xuống không trả lời tiểu hoàng đế bắt tề cười ha hả chỉ có điều trong tiếng cười kia mang chút gì đó ghen tuông hắn giơ ngón tay giơ lên vuốt cầm tư lý lý dịu dàng nói lý lý trẫm không thích nàng ở bên cạnh trẫm mà trong lòng còn nghĩ tới nam nhân khác tư lý lý cúi đầu không nói một lời đôi môi đỏ mọng mỉm cười. Tiểu hoàng đế bắt tề lạnh lùng hừ một tiếng, phát hiện cô gái này càng ngày càng không sợ mình, thu tay lại nói, chẳng phải nàng đã từng nói, trên đường về phương Bắc, Phạm Nhàn đã từng giải độc cho nàng. Đã như vậy, hắn cũng đã cứu hai cái mạng của nàng và trẫm. Cho nên trẫm không hiểu, hắn vì lợi ích riêng của mình mà hợp tác với trẫm, đó là chuyện phía sau, nhưng trước đó dường như hắn cũng không muốn trẫm chết, lại thêm chuyện đường lui sau này nữa lông mày hắn nhíu chặt nghĩ mãi mà không tìm ra lời giải phạm nhàn rốt cuộc hắn có coi mình là người khánh quốc hay không tư lý lý chậm rãi ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn bệ hạ vẻ mặt ưu tư không nói ra khi phạm nhàn còn đang ở thượng kinh thành cũng đã đoán được bệ hạ không thể bị tổn hại vì chất độc trong cơ thể mình mặc dù hiện tại cô đã là hoàng quý phi rất được tiểu hoàng đế bắt tề sủng ái cộng thêm mối quan hệ khó nói rõ ràng với một số người khác sâu trong cung điện hoàn toàn không để ý đến uy hiếp của giám sát viện Nam Khánh, cũng không cần tiếp nhận động tác điều khiển từ xa của Phạm Nhàn, nhưng không biết vì sao vừa nghĩ tới nụ cười dịu dàng đáng ghét ở phía Nam, trái tim tư lý lý cũng trở nên mềm mại hơn hẳn, che giấu rất nhiều thứ cho y. Có lẽ là để tương lai được thấy bộ dáng giận tím mặt của vị hoàng đế bệ hạ luôn mang ánh mắt sâu xa trước mặt. Nam Khánh chính là đại địch của triều ta. Tiểu hoàng đế bắt tề câu mày nói, Trẫm hiểu rõ tâm tư như giả thú của đám dân chúng Khánh Quốc. Cho dù vì chuyện diệp gia năm xưa nên phạm nhàn mang nỗi oán hận khôn nguôi đối với hoàng thất Khánh Quốc. Nhưng dù sao hắn cũng là người Khánh Quốc, vì sao lại phải cung cấp cho trẫm? Không, là cho bản triều nhiều lợi ích như vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ đại tề ta mạnh lên sẽ làm cho nam khánh của hắn trở nên khó coi? Tư Lý Lý nghe lời này, cũng ngừng suy nghĩ trêu chọc, chìm vào trầm mặc. Cô vốn là hậu duệ của hoàng tộc Nam Khánh, có thù không đội trời chung với hoàng đình Nam Khánh đương thời, do đó mới chuyển sang Bắc Tề. Nhưng dù sao Phạm Nhàn cũng là con tư sinh của hoàng đế Nam Khánh, tuy hoàng đế Nam Khánh có rất nhiều hạn chế giám sát y, nhưng chỉ trong thời gian 3 năm ngắn ngủi đã để cho y trở thành quyền thần đứng đầu Nam triều. Phạm Nhàn còn có điều gì không hài lòng? Vì sao y lại âm thầm tiến hành nhiều giao dịch với Bắc Tề như vậy? Tất nhiên không phải vì bản thân mình tư lý lý nghĩ thầm tự chế dẻo cũng không phải vì đoá đoá càng không thể là vì hoàng đế bệ hạ phạm Nhàn này tuy là loại háo sắc nhưng sẽ tuyệt đối không vì nữ sắc mà thay đổi suy nghĩ của bản thân mình sau một khoảnh khắc trầm mặc bỗng nhiên trong lòng lóe lên ý tưởng nói trừ phi hắn chưa bao giờ thật sự coi mình là người của khánh quốc nói xong lời này cô lắc đầu ngay chính bản thân cũng không thể tin nổi trong mắt hoàng đế bắt tề lóe lên một luồng hào quang kỳ dị rồi chật lộ vẻ thất vọng nếu phạm nhàn không coi mình là người của khánh quốc thì không khéo trong tương lai sẽ có ngày nào đó y thực sự đến nương nhờ bắt tề nếu như phạm nhàn đến đương nhiên sẽ mang theo vô số lợi ích ví dụ như bí mật nội cố ví dụ như tình hình nội bộ của giám sát viện còn có thân phận của hắn một vị hoàng tử triều đình nam khánh một người nối nghiệp mà trang mặt hàng chỉ định phản khánh vào tề như vậy sẽ tạo ra chấn động cỡ nào trong thiên hạ như vậy sẽ mang đến bao nhiêu lợi ích và nguy hiểm cho Bắc Tề. Nếu Phạm Nhàn thật sự đến và gia nhập, hoàng đế Bắc Tề vốn luôn mang hùng tâm chắc chắn sẽ không để ý đến bất cứ nguy hiểm nào mà tiếp nhận y. Chỉ có điều hắn cũng biết, loại suy đoán này là không thể. Có ai không hay, Phạm Nhàn rõ ràng là người của Khánh Quốc, hoàng đế Khánh Quốc cũng không thể ngu xuẩn đến mức độ ép con trai tài giỏi nhất của mình không thể sống nổi, đi đến bước cuối cùng kia thật ra trên thế giới này không ai có thể hiểu được suy nghĩ của người hiện đại như phạm nhàn từ khi nói ra câu kia trong hang núi phạm nhàn đã chấp nhận rằng mình sắm vai một người trong thời đại này nhưng y lại không có quá nhiều quan niệm về quốc gia do hoàn cảnh sinh trưởng cùng người thân bằng hữu từ nhỏ đương nhiên y có tình cảm sâu đậm đối với khánh quốc nhưng theo y thấy cuộc tranh đấu trong thiên hạ này kỳ thật chỉ là một loại khúc mắc nội bộ mà thôi giống như việc chi trưởng đánh chi thứ như thời kỳ xuân thu, như thời chiến quốc, nhảy tới nhảy lui cũng không có cảm giác xấu hổ gì về mặt đạo đức, khái niệm phản quốc này chưa từng tồn tại trong đầu y. Đây chính điểm khác biệt về mặt tâm lý của kẻ ngoại lai. Đi dọc theo con đường đá yên bình của Hoàng Cung Thượng Kinh lên phía trên, các thái giám và cung nữ cẩn thận từng chút một mở đường, sợ rằng nam nhân trẻ tuổi mặt long bào kia sẽ vô tình vấp ngã, còn đám thái giám cầm phất trần và bình tĩnh thủy phía sau thì càng nhóm chân cúi đầu, không dám phát ra chút âm thanh nào sắc mặt của tiểu hoàng đế bắc tề rất khó coi từ nhỏ hắn ghét nhất là đám nô tài này luôn vây quanh mình khiến cho hắn vĩnh viễn khó có cơ hội thả lỏng nhưng chỉ là quy củ trong cung đình vốn vẫn như vậy cho dù hắn tức giận đến đâu cũng không thể thay đổi điều này trừ khi giết sạch đám nô tài này nhưng giết hết rồi thì sao đây khi đi đến bên cạnh tầng cung điện thứ ba một gốc cây xanh mơn mởn rũ cành xuống nhẹ nhàng đặt lên mái hiên màu đen tôn lên vẻ đẹp của nó Tiểu hoàng đế kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm nghĩ vì sao mình mỗi ngày mình đều tản bộ trong cung nhưng lại rất ít khi chú ý đến những cảnh tượng như thế này. Chẳng lẽ là bởi vì mỗi ngày đều thấy quá nhiều nên đã quen mắt mà quên đi. Hắn bỗng nghĩ tới những lời Hải Đường từng kể lại, nam nhân nam khánh đó đã bắt chước cách đi lại của Hải Đường sư cô trong cung. Có vẻ như nam nhân kia bước đi rất nhanh nhẹn, ánh mắt lướt qua rất nhanh, rất tham lam, cứ như muốn thu tất cả cảnh đẹp trong cung này vào tầm mắt phải chăng nam nhân đó trời sinh đã thích những thứ cực kỳ mỹ lệ nên mới có khả năng viết ra những án văn hết sức tươi đẹp và tinh khiết kia tiểu hoàng đế bắt tề cúi đầu chắp hai tay sau lưng chìm vào trầm tư một lát sau hắn ngẩng đầu lên gương mặt nở nụ cười tự tin bước chân lại đổi hướng đi về phía một con đường lên núi ở bên phải cuối con đường kia thoáng thoáng nghe được tiếng thác nước các thái giám cung nữ bên cạnh hắn giật mình nghĩ thầm chẳng phải bệ hạ muốn đi gieo trồng trên đỉnh núi sao sao lại thay đổi hướng đi sang bên kia chẳng qua không ai dám lên tiếng ngăn cản chỉ có thể lặng lẽ đi theo con đường núi quanh co đưa tới một đài thanh sát tại vách núi trên đài có một đình nghỉ mát hoàng đế bắt tề chỉ vào đình nghỉ mát đám thái giám cung nữ bên cạnh lập tức chạy tới bố trí ghế ngồi thắp hương thơm quét sạch bụi bẩn hoàng đế bước vào trong đình nhìn dòng suối dưới chân đình đối diện với những bông hoa xuân, lòng nhẹ nhàng sao động, khẽ thốt lên, vỗ lan can, hoa trong rừng thổi bên mái tóc, gió núi lạnh, hạo ca hát vang làm mây trôi tan. Đám người bên cạnh liên tục nịnh nọt, bệ hạ. Hoàng đế bắt tề nở nụ cười tự dễu, nhớ lại năm xưa lúc Phạm Nhàn ở trong căn đình này, chỉ nói với mình bốn chữ, câu từ hay lắm. Vuốt đuôi trẫm mà lại vuốt hững hờ như vậy. Phạm Nhàn, ngươi vẫn là người duy nhất hoàng đế Bắc tề nở nụ cười đứng bên cạnh lan can ngắm nhìn khung cảnh thiên hạ tươi đẹp của mình tất cả lui ra ra ngoài hết đi hắn đột nhiên phân phó trong đình thái giám cung nữ quay sang nhìn nhau thầm nghĩ núi đá giá lạnh nếu để bệ hạ nhiễm lạnh thì biết nói năng với thái hậu như thế nào nhưng họ cũng biết bây giờ bắt tề đã là giang sơn của bệ hạ vị bệ hạ này tuy còn trẻ tuổi nhưng tâm trí cực kỳ kiên định sau khi thẩm trọng qua đời Bệ hạ ra quyết định thả thượng sam hổ lên phía nam đối đầu với Nam Khánh, lại chủ trì mấy đợt biến đổi lớn trong triều, ngay cả các đại thần cũng không dám nhìn hắn như nhìn đứa trẻ nữa. Trong đình lập tức trở lại bình yên như ngày thường. Hoàng đế bắt tề đứng bên lan can hít một hơi thật sâu, nghĩ đến lời đề nghị của Phạm Nhàn lúc trước, thầm nghĩ thằng nhãi này nói cũng đúng. Một lát sau, hắn lại nghĩ sang chuyện khác, lông mày chậm rãi cau lại, nhỏ giọng tự nhủ, Phạm Nhàn, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy? trước lo nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ sao? Thiên hạ này rốt cuộc là thiên hạ của Nam Khánh, hay là toàn bộ thiên hạ? Lông mày của Bắc tề hoàng đế dần giãn ra, loán thoáng nhận thấy được tình thế thật sự, khóe môi nhét rất hiếm thấy, nở một nụ cười khá kỳ quái, nhỏ giọng nói, nếu ngươi đến quy thuận trẫm, trẫm sẽ phong ngươi làm thân vương, thế nào? Chắc chắn sẽ khá hơn ngươi làm tiểu công gia như hiện tại. Trong căn đình trên núi, nụ cười trên mặt hoàng đế bắc tề đột nhiên tiêu tan trở lại vẻ trầm mặc thường thấy khi ở một mình hắn lớn lên trong hoàng cung từ nhỏ khi phụ hoàng vừa mới băng hà đã phải đối diện với lần thử thách khó khăn nhất trong đời mặc dù được quốc sư khổ hà ra sức ủng hộ thái hậu bế hắn vượt qua khó khăn lần này nhưng khởi đầu như vậy chắc chắn sẽ khiến cuộc đời đế vương của hắn trở nên cực kỳ trúc trắc đúng vậy có rất nhiều nguyên nhân bất lợi nhưng điều quan trọng nhất đương nhiên là bí mật luôn giấu kín trong lòng hắn trong lòng thái hậu trong lòng sư quốc sư khổ hà là bí mật vĩnh viễn không thể công bố ra ngoài vì bí mật này hoàng đế bắc tề đã bỏ ra quá nhiều hy sinh thay đổi tính cách quá nhiều đến mức có phần vặn vẹo hắn không thể có quan hệ thân cận với quá nhiều người không thể quá thân mật với các tỷ tỷ của mình không thể tự do muốn làm gì thì làm cái đó mười mấy năm qua người bên cạnh hắn chưa từng thay đổi Việc tắm rửa cũng giống như đối diện với đại địch, phải phong tỏa nghiêm ngặt, nữ phi tần trong hậu cung vẫn luôn u oán. Vì phân tán sự chú ý của Nam Khánh, vì để các đại thần trong triều đình cảnh giác một chút, hắn và mẫu hậu đã diễn rất nhiều vở kịch mẫu tử bất hòa trong rất nhiều năm qua, thực sự rất vất vả. Hắn cũng không muốn gánh vác những điều này, nhưng đã đảm nhận rồi, thân là đời sau của chiến gia, thừa hưởng lòng hùng tâm tráng trí của tổ phụ khi xưa chinh phạt thiên hạ, hắn cũng phải đảm đương thật tốt vai trò của chính mình phải công nhận những năm qua hắn đã làm rất tốt không ai có thể tìm ra được nhiều sai sót từ vị tiểu hoàng đế này hắn đã dung túng và thậm chí còn âm thầm kích động thượng sam hổ đột kích thẩm trọng trong đêm tịch thu toàn bộ tài sản của thẩm gia kiểm soát chặt chẽ lực lượng tẩm y vệ trong tay hoàng thất hắn đã giam cầm thượng sam hổ trong một năm để giảm bớt nhuệ khí của hắn sau đó lại thả hổ khỏi lòng ngăn chặn quân đội thánh quốc hùng hùng hổ hổ ở phía nam ngang ngược chèn ép trong quốc cảnh cấu kết với phạm nhàn xuyên biên giới thủ đoạn tầng tầng lớp lớp hai năm qua triều chính bắc tề dưới sự quản lý của hắn ngày càng trở nên gọn gàng và ngăn nắp đặc biệt là vấn đề giang nam càng chứng tỏ vị tiểu hoàng đế này đầy mưu lược và xảo trá cho dù người chủ quản nội khố giang nam không phải là nói chắc hắn cũng có khả năng âm thầm lấy chút lợi ích nhưng trong lòng hoàng đế bắc tề biết rõ có nhiều cấp độ của lợi ích, dù có muốn thế nào, năm xưa hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc có thể thông qua phạm nhàn, mưu toan được nhiều lợi ích đến vậy cho triều đình của mình. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lan can, nhìn dòng nước trong xanh chảy ra từ khe núi, thở dài một tiếng, nhỏ giọng tự nhủ, nhưng vì sao ngươi lại làm thế? Vì sao ngươi lại trao những lợi ích kia cho trẫm? Khóe môi của hắn nổi nở một nụ cười lạnh lùng và mỉa mai, con tư sinh của hoàng đế Khánh Quốc, khác với phụ thân hắn được bao nhiêu? Trong những năm tháng học tập trở thành một vị hoàng đế, đối tượng duy nhất mà Bất Tề hoàng đế có thể tìm thấy trong hiện thực đương nhiên chính là vị quân chủ cường đại của Nam Khánh kia. Hắn biết vị kia đồng hành lớn hơn mình một vai vế, là một nhân vật mang cả hùng tâm lẫn giả nhưng lại giỏi về ẩn nhẫn. Cuối cùng ngươi cũng sẽ già, hơn nữa đã già rồi. Hoàng đế Bất Tề khẽ cau mày, ánh mắt hơi chuyển, nhìn về phương nam xa xôi, nghĩ đến tin tức về tranh đấu trong hoàng thất Nam Khánh vừa được đưa về gần đây nhẹ nhàng nói, cho như năm đó ngươi là một con sư tử dũng mãnh, đánh đến đại ngụy sụp đổ, đánh đến đại tề ta thoi thóp. Nhưng dù sao ngươi cũng đã già, toàn thân toát lên mùi vị mục nát. Trẫm thật sự rất hy vọng ngươi có thể tiếp tục âm hiểm và thối nát như vậy, ép hắn tới đây với trẫm. Mấy câu này như đang than thở về từng chi tiết trong lịch sử, lại như đang tăng cường lòng tin cho bản thân. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ, tuy vị hoàng đế Khánh Quốc kia mẫn cảm đa nghi và khốn kiếp, nhưng lịch sử chỉ tin vào bản thân lịch sử. Và lịch sử đã chứng minh, giữa thiên hạ này, vị hoàng đế Khánh Quốc kia mới là người chiến thắng duy nhất trong 30 năm qua. Ánh mắt tiểu hoàng đế bắt tề hiếp lại, khóe môi hơi vểnh lên, lẩm bẩm tự nhủ, trẫm hy vọng lần này ngươi có thể sống sót, để trẫm quan minh chính đại đánh bại ngươi trên sân khấu thiên hạ này. Hắn có phần không hiểu về Phạm Nhàn, nhưng thật ra Phạm Nhàn cũng chẳng thể hiểu nổi hắn. Thân là đế vương, con tim trong thân thể hắn có màu gì, điều quan trọng nhất mà hắn cân nhắc chính là ngôi vị hoàng đế và thiên hạ của mình. Nếu như quan hệ với Phạm Nhàn có thể mãi mãi duy trì hòa bình và bổ sung lợi ích, thế thì hoàng đế Bắc Tề sẽ không tiếc bất cứ giá nào thỏa mãn yêu cầu của Phạm Nhàn, ví dụ như hải đường, ví dụ như việc bái sư của Phạm Nhược Nhược. Nhưng trong tương lai, nếu Phạm Nhàn có thể uy hiếp đến Bắc Tề, chắc chắn hoàng đế Bắc Tề sẽ lạnh lùng và vô tình dốc toàn bộ lực lượng trên tay để thanh trừ Phạm Nhàn không liên quan đến tình cảm, không liên quan đến quốc gia, không liên quan đến nam nữ. Cõi đời này chỉ có ba loại người, nam nhân, nữ nhân, hoàng đế. Dòng nước từ dưới đình chảy xuống núi, chảy đến tầng dưới cùng của cung điện, tụ lại dưới chân núi thành một đầm nước trong. Bên phía tây của dòng nước có một lỗ hổng nhỏ do đá trắng xây thành, nước trong ồ ạt chảy ra từ lỗ hổng, nhưng lại không gây ra chút động tĩnh nào cho đầm nước. Lúc này trong rừng cây phía sau đầm nước, một nhóm thái giám cung nữ cúi đầu im lặng chờ đợi, không ai biết lúc này hoàng đế Bệ hạ đang ngẩn người trong đình nghỉ chân bên sườn núi. Bọn họ chỉ biết, toàn bộ Bắc Tề ngoại trừ hoàng đế Bệ hạ ra thì có hai người là quyền quý nhất, lúc này đang ngẩn người bên bờ đầm nước. Một vị mặc áo vải gai, đầu đội mũ rộng vành, hai chân để trần, trông rất giống một khổ tu sĩ, chính là quốc sư Khổ Hà. Lúc này hắn đang ngồi ngay ngắn trên một tảng đá bên đầm nước, tay cầm một cái cần câu. Còn Hoàng Thái Hậu Bắc Tề, người phụ nữ đã bỏ không biết bao nhiêu tâm huyết, chịu không biết bao nhiêu tiếng xấu đảo loạn triều cương để cho con trai của mình ngồi vững vàng ngồi trên ngai vàng, đang mỉm cười ngồi bên cạnh khổ hà đại sư, trên khuôn mặt đầy yên bình và điềm tĩnh. Năm đó, chiến gia vương mình giữa cảnh hỗn độn của thiên hạ, dựa vào quân lực kế thừa ngôi thiên bảo của đại ngụy, song quanh năm chiến loạn không dứt, không biết bao nhiêu dũng tướng quân của hoàng thất đã chết yểu dưới thế công tàn nhẫn hung tợn của hoàng đế Nam Khánh. Cho đến khi vị hoàng đế họ chiến đổ bệnh qua đời, cuối cùng trong cả tòa hoàng cung chỉ còn lại cặp cô nhi quả mẫu là bà và tiểu hoàng đế Bắc Tề. Lúc này, trần bình bình của Nam Khánh chính dùng gian kế, triều chính Bắc Tề rung chuyển, các vương công quý tộc nhau nhau gào thét, tình thế trong cung an nguy trong sớm tối. Nhưng giữa tình hình như vậy, người phụ nữ này vẫn đảm bảo cho con trai của mình ngồi vững trên ngai vàng. Quan trọng nhất, đương nhiên chính thái độ cứng rắn của vị đại quốc sư bên cạnh bà nhưng cũng đồng thời chứng minh được rằng vị hoàng thái hậu này không hề tầm thường như vẻ bề ngoài. Đôi mắt khổ hà hai nhìn mặt nước không một gợn sóng. Thái hậu khẽ mỉm cười, trong lòng lại nhớ tới những thay đổi trong hơn một năm qua của Thượng Kinh Thành. Năm xưa cung đình có biến cố, bà để trường ninh hầu liều chết ra khỏi cung, xin được thẩm trọng dẫn người tới cứu viện, thẩm trọng và cẩm y vệ đã lập công lớn. Thế nhưng hoàng đế vừa trưởng thành, lại không thể dung tha cho thẩm trọng tiếp tục kêu nữa, vì thế đã nảy sinh ý định. Trong lòng Thái Hậu cảm thấy có lỗi với thẩm trọng, nhưng tâm ý của con trai đã quyết, bà biết không thể nào khuyên bảo bèn ngầm chấp nhận chuyện này phát sinh, người của chiến gia dường như luôn luôn kiên định như vậy, không thể bị người khác thay đổi hay ảnh hưởng, ví dụ như đứa con của mình, ví dụ như người bên cạnh mình. Nhưng bà vẫn muốn tiếp tục cố gắng, bởi vì đêm hôm qua Hoàng đế Bắc Tề đã nói chuyện với bà suốt đêm, cứ cảm thấy chuyện này không tốt đẹp như trong tưởng tượng mời bà đến khuyên bảo quốc sư khổ hà cho nên mới có việc ân cần thăm hỏi bên bờ đầm nước ngày hôm nay ta chưa từng gặp lý vân duệ chỉ trao đổi qua nhiều mật thư bắc tề thái hậu ôn tồn nói trước mặt khổ hà đương nhiên bà không tự xưng là thai gia tuy gương mặt vẫn rất đoan trang nhưng giọng điệu của bà khi nói năng lại giống như một tiểu cô nương không hiểu thế sự khổ hà mỉm cười nói ba nước cách nhau rất xa lúc trước trang mặt hàng đáp ứng tới nam triều cũng chưa từng gặp mặt vị trưởng công chúa Nam Triều. Thái hậu thở dài nói, cho nên trang đại gia lưu lại tiếc nuối cả đời. Khổ hạ lắc đầu, nhưng ta đã gặp qua vị trưởng công chúa kia, cho nên ta hiểu rõ, nữ nhân này không hề đơn giản. Biến cố ở Kinh Đô Nam Triều lần này phát sinh nhanh đến như vậy, một chút động tĩnh cũng không có, thực sự vượt ngoài dự liệu của ta. Ý của đậu đậu là Thái hậu trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, hai nước giao phong, cuối cùng vẫn là tỷ thí lực lượng của quốc gia, vẫn nên tránh mạo hiểm thì hơn. Vì sao hắn không đến tự mình nói với sư tổ ta đây? Khổ hạ mỉm cười nói, dù sao đứa bé này cũng còn trẻ, có lẽ không hiểu rõ những năm gần đây biểu hiện của Hoàng đế Khánh Quốc lộn xộn đến mức nào, nhưng vì sao những lão già chúng ta vẫn cảnh giác như vậy? Ông tiếp tục nói, bởi vì ta biết rõ, ngươi cũng biết rõ, Hoàng đế Khánh Quốc kia quả thật không phải người bình thường. Trong thế hệ sau, vẫn chưa xuất hiện một vị đại tông sư lại có một vị đế vương dùng binh như thần lông mày của hắn nhíu lại hắn ẩn nhẫn càng lâu ta càng cảm thấy bất an bắt tề thái hậu thở dài nói dù sao cũng không có phương pháp nào quá tốt ông lão mỉm cười tháo cái mũ ra để lộ cái đầu trọc lóc mở lời nói nhớ lại thì dịp lưu vân cũng thích đội mũ chạy khắp thiên hạ cho dù là người như vậy mà lý vân duệ cũng có thể sử dụng ta tin rằng vị trưởng công chúa này sẽ nghĩ ra cách. Đến lúc này, Thái hậu biết mình không cách nào thuyết phục được quốc sư thay đổi suy nghĩ, cung kính nói, "Thúc gia, quan sát nhiều thêm chút nữa đi, chuyện của Nam Triều cứ để bọn chúng tự mình làm loạn, dẫu sao cũng có lợi cho chúng ta." Thời gian không còn nhiều. Cần câu trong tay khổ hà không hề rung động, chậm rãi nói ra, "Nếu những lão già chúng ta không thể giải quyết vấn đề này khi còn tại thế, tương lai ai có thể giải quyết?" câu này giống hệt lời nói của vị đại tông sư trong nhà tranh kia cánh tay thái hậu khẽ rung lên cười nói nha đầu hải đường thì sao hơn nữa phía nam còn có phạm nhàn khổ hạ nở nụ cười nói phạm nhàn thanh niên này thì phải xem vận may của hắn nếu như hắn đủ thông minh và cường đại chắc chắn sẽ chiếm được lợi ích lớn nhất trong chuyện lần này cũng coi như là một phần quà mà triều ta tặng cho hắn với tính cách của người trẻ tuổi này nếu đã nhận được ân tình lớn như vậy từ đậu đậu, thể nào tương lai cũng niệm tình, giúp ích cho bác tề ta. Dẫu sao thì những người cầm quyền ở bắc tề này đều hiểu rõ, nếu xét riêng quốc lực, bắc tề chồng chất tệ nạn lâu năm, trong thời gian ngắn không thể đuổi kịp hay vượt qua Nam Khánh. Giữa thế như vậy, trong vòng 10 năm vẫn là Nam Khánh chủ công, bắc tề chủ thủ, cho nên mới có cách nói nể tình. Ta vốn cho rằng cơ hội của thái tử hoặc lão nhị của Nam Triều lớn hơn một chút. Thái hậu nhíu mày nói. Khổ hà lắc đầu nói, Phạm Nhàn là người hiếu sát sợ chết như vậy, làm sao lại cho bọn chúng cơ hội lên ngôi. Nếu thật sự có khả năng này, ngươi cho rằng hắn thật sự không nở xuống tay giết người hay sao? Trong khắp thiên hạ này, có thể sống sót dưới sát tâm của Phạm Nhàn, tính ra chẳng có mấy người. Thái hậu khẽ giật mình, không ngờ quốc sư lại đánh giá thực lực của Phạm Nhàn mạnh mẽ đến mức độ này. Đừng quên, phía sau hắn còn có một gã mù, Diệp lưu vân lại không thể làm hộ vệ cho đám hoàng tử nam triều kia khổ hoa mỉm cười nhất cần câu trong tay lên sợi dây mỏng manh buộc vào lưỡi câu không nhàm chán như đám người dùng dây thường thả câu thể hiện cái cảnh giới rắm chó gì đó lưỡi câu rời mặt đầm nhỏ vài giọt nước trong xuống rồi lại rơi vào trong đầm cái đầm của hoàng cung này lại như bị vài giọt nước trong quấy nhiễu hưng phấn hẳn lên trào một tiếng sóng nước dâng lên khoái đảo rong rêu đông đưa bất lực dưới đáy đầm vô số con cá hoặc vàng hoặc xanh bay ra khỏi mặt nước, vui mừng nhảy cẩn lên, vỗ mặt nước thành tiếng, tự hồ bày tỏ lòng biết ơn đối với khổ tu sĩ đang cầm cần câu trong tay. Tiếng nước dần dần yên lặng, chảy ra ngoài lỗ hổng của cái đầm, trở thành một dòng bạch ngọc, lại làm trơn bóng nửa gò núi, chảy ra bên ngoài bức tường cung điện, hòa vào dòng sông Ngọc Tuyền. Nước trong cung chỉ là một nhánh của sông Ngọc Tuyền, nhưng trên thực tế sông ngọc tuyền được đặt tên như vậy là vì dòng nước trên ngọn núi xanh trong hoàng cung ngọc tuyền này chính là ngọc tuyền đó nước sông ngọc tuyền chảy vào trong kinh thành cách tường cung không xa đi qua một khu vườn đây chính là khu vườn của hải đường cô nương muốn tìm kiếm thanh bình giữa thượng kinh thành phồn hoa thì đây là nơi hiếm hoi thích hợp cho nên trước đây phạm nhàn từng châm chọc cô nơi này chỉ được cái danh hảo thực chất trong khu vườn trồng rau này lại ngầm ngấm mang vẻ quý phái đến cực điểm đâu có chút hương vị thôn quê nào. Lúc này trong vườn có hai vị cô nương đi ra, leo lên xe ngựa bên ngoài khu vườn, lên đường đi vào trong thành. Chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã đến khu vực náo nhiệt nhất thượng kinh thành, tốc độ xe chậm lại. Lúc đi ngang qua một tiệm đồ cổ, dường như người đánh xe tự hồ nghe thấy tiếng gọi dùng xe của nữ nhân trong xe. Hải Đường buông rèm xe ra vừa vén lên bên tay phải, quay đầu lại nói với Phạm Nhược Nhược, là đệ đệ của muội, có cần xuống chào hỏi không? phạm nhược nhược mỉm cười nói hôm nay nếu là nó mời khách chúng ta không nên gặp mặt sớm trước tiên cứ đi dạo trong thượng kinh thành cái đã hải đường gật đầu xe ngựa lại lần nữa chuyển động không làm kinh động tới người trong tiệm bên trong tiệm đồ cổ một thanh niên hình thể mập mạp đang cúi đầu nhìn hàng hóa bên trong người này không phải ai khác mà chính là kẻ bị phạm nhàn đá đít đến thượng kinh thành chịu vô số đau khổ dưới tay hải đường cuối cùng cũng chờ được tới lúc xuất đầu lộ diện tiếp nhận tuyến đường lên phía bắc của Thôi Gia, nhị thiếu gia của Phạm Gia. Phạm Tư Triệt Không biết là do dịch dung hay là sinh sống xa quê hương khiến thiếu niên này trưởng thành sớm một chút. Lúc này trên mặt hắn hoàn toàn bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ hung hăng ngang ngược năm xưa, khiến cho người nhìn vào cảm thấy hắn còn trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi tác thật sự của mình. Đêm nay, hắn sẽ ở tổ chức đại tiệc ở lầu Bảo Nguyệt Lâu Thượng Kinh Thành. Trước đó đã biết tỷ tỷ và hải đường, Hai người mà mình sợ hãi nhất sắp tới, cho nên hắn mới tới tiệm đồ cổ sớm để chọn quà, nhất định phải làm cho tâm trạng của hai vị này thật vui vẻ mới được. Chẳng qua nhìn một lúc lâu mà chẳng thấy thứ gì vừa lòng, thậm chí ông chủ còn bày cả hàng trong kho ra nhưng vẫn không tìm được thứ gì khiến hắn thỏa mãn, khiến cho tâm trạng của hắn có phần nên không vui. Phía sau hắn vẫn là những cao thủ bắt tề hộ vệ lưng đeo loan đao. Tuy huynh đệ họ Phạm thầm hiểu, chắc chắn đây là đám người giám sát của hoàng thất Bắc Tề nhưng phạm tư triệt và phạm nhàn vẫn rất to gan vẫn tùy tiện sử dụng như trước chứ không hề thay đổi nhân thủ trong tiệm còn có những người khác đang xem hàng từ trang phục của họ có thể thấy không phải là nhà giàu thì cũng là quý tộc tiệm đồ cổ này rất nổi tiếng hàng hóa bày bán cũng rất đắt cho nên người dám đi vào chọn đồ đều là bậc đại nhân trên đất bắc tề không phải là đại thương gia thì chắc chắn là giới quyền quý những người này không nhận ra phạm tư triệt nhưng thấy hắn mang theo bốn tên cao thủ hộ vệ đã âm thầm phỏng đoán chắc chắn người trẻ tuổi này là công tử của một gia đình nào đó không thích nổi bật. Lúc này chủ cửa tiệm rất trang trọng bưng một cái mâm gỗ phủ kính bằng vải đỏ đi vào tiến tới bên phạm tư triệt và nói công tử nếu muốn thành cặp thì chỉ còn món này phạm tư triệt vén một góc vải đỏ lên nhìn thấy trên đó bày một cặp sư tử bằng ngọc điêu khắc cực tốt sư tử kháo khỉnh cực kỳ đáng yêu hắn không khỏi nở nụ cười trong lòng thầm nghĩ tặng cặp này cho tỷ tỷ và hải đường đúng là hợp cảnh cũng có ý trút giận cho mình chọn cái này đi hắn phất phất tay không may những người quyền quý xem hàng bên cạnh cũng để ý đến cặp sư tử ngọc này bèn năng nỉ phạm tư triệt có thể nhường lại hay không thậm chí một vị công tử nhà giàu còn nguyện ý dân tặng một cái phong bao đỏ để biểu thị thành ý ở những địa phương lớn như thượng kinh thành hoặc đông di thành này thường không có quá nhiều tình huống cậy thế tranh đoạt hàng hóa phát sinh dù sao mọi người ở đây đều là bậc không giàu sang thì cũng phú quý, không ai biết mình sẽ đắc tội với ai. Trong thượng kinh thành, Phạm Tư Triệt luôn giữ thái độ kính tiếng, trên công văn truy nã của Nam Khánh vẫn còn có tên của hắn, cho nên ngoại trừ cẩm y vệ và hoàng thất khánh quốc ra, không mấy ai biết thân phận thật sự của hắn. Nếu đổi lại là ngày trước, vị công tử nhà giàu này thỉnh cầu nhẹ nhàng như vậy, có lẽ Phạm Tư Triệt đã đồng ý, chỉ có điều hôm nay hắn thực sự rất thích đập sư Tử Ngọc này. Cho nên do dự một lúc mà không mở miệng. Một chút do dự này lại khiến tâm trạng của đám người quyền quý kia trở nên không thoải mái, nghĩ thầm mình đã cho hắn đủ thể diện rồi, nếu không phải vì hầu gia được mời tham dự một bữa tiệc cực kỳ quan trọng, giao việc chọn quà tặng giao cho tiểu công tử, họ thật sự cần cặp sư tử ngọc quý giá này làm quà tặng. Nếu không làm sao phải nói chuyện với kẻ lạ mặt này. Đúng lúc này, đám người tách ra, một con cháu nhà quyền quý khoảng 12, 13 tuổi đi ra chỉ thẳng vào mũi phạm tư triệt mắng chửi, trong thượng kinh thành, chưa một ai dám tranh đồ với ta. Phạm tư triệt nhíu mày suy tư, nếu là trước kia, không khéo y đã dơ nắm đấm chào hỏi. Chẳng qua là tuổi tác dần trưởng thành, tâm tính cũng ổn định hơn rất nhiều, hỏi, các hạ là ai? Có người tốt bụng nhắc nhở, đây là tiểu công tử của trường An Hầu Gia. Trường An Hầu, trường Ninh Hầu, chính là huynh đệ ruột của Thái Hậu Bắc Tề, thân phận này đúng là đủ tôn quý, nhưng sau khi phạm tư triệt suy nghĩ một chút lại nở nụ cười một cách đáng ghét tối nay cha ngươi định tặng quà đúng không cho dù phạm tư triệt có tiến bộ như thế nào thì năm xưa cũng là một gã vô pháp vô thiên hắn cắn răng hung hăng nhìn chằm chằm vào cặp mắt của đứa bé kia nói cái loại rắm thúi lời này vừa nói ra đám người phía đối diện đều xông tới dáng vẻ hung hăng như chuẩn bị động thủ phạm tư triệt cười lạnh một tiếng dẫn theo bốn tên hộ vệ cầm loan đao đi ra khỏi cửa tiệm đồ cổ. Trên xe ngựa ngoài cửa tiệm, ánh mắt một tên hộ vệ cầm loan đao lóe lên vẻ khác lạ, hỏi Phạm Tư Triệt, chủ nhân, ngài có biết vị công tử kia không? Phạm Tư Triệt hạt một cái, chửi, thằng nhóc con, năm xưa đại ca của ta đã bẻ gãy tay nó, thế mà chẳng tiến bộ tí nào, còn dám tới gây chuyện với lão tử, cẩn thận ta bẻ luôn tay kia của nó. Trong tiệm đồ cổ, mọi người cũng nhìn nhau, Nghĩ thầm cái gã lúc trước đúng là to gan Dám mắng công tử nhà trường An Hầu là loại rắm thối Lượt qua mấy chuyện linh tinh Vị tiểu công tử kia đã mua được quà Cố nén cơn tức giận Vui vẻ trở về phủ Theo phụ thân mình Đến Bảo Nguyệt Lâu mới mở ở Thượng Kinh Thành chưa tới 4 tháng trước Chuẩn bị tham gia buổi tụ họp cực kỳ quan trọng này Nhưng khi hắn bước vào lầu Ngồi xuống bên cạnh phụ thân Nhìn gã mập đang trò chuyện vui vẻ cùng biểu ca Lập tức choáng váng biểu ca của hắn tên là vệ hoa chính là người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong toàn gia tộc họ vệ nay đang rất được bệ hạ tán thưởng đảm nhiệm chức vụ quan trọng chỉ huy sứ trấn phủ ti cẩm y vệ trong toàn bộ bắc tề hắn đều có quyền lực cực kỳ đáng sợ nhưng một nhân vật lợi hại như vậy lúc này lại không ngần ngại nói nói cười cười cùng thiếu niên mập mạp kia cứ như bạn bè lâu năm mặt mày đương nhiên còn loáng thoáng vẻ cảnh giác tiểu công tử của trường an hầu ngây ngẩn nhìn một cảnh tượng này trong lòng thầm nghĩ gã mập đã chửi mình là loại rắm thối rốt cuộc là ai phạm tư triệt nói chuyện với vệ hoa đảo mắt nhìn lướt qua dưới ghế phát hiện trường an hầu lại mang theo đứa con bất tài của hắn đến đây nghĩ thầm lão già này tuổi tác cao như vậy rồi sao còn sinh ra đứa con nhỏ như thế này không phải bị cấm sừng đấy chứ hắn vừa oán thầm vừa mỉm cười chào hỏi trường an hầu bữa tiệc lần này là do hắn khởi xướng không mời người ngoài toàn bộ đều là thành viên hoàng thất bắc tề mục đích cũng rất đơn giản, tin tức bên phía Nam Triều đã rõ ràng, Lý Vân Duệ đã sụp đổ, dường như trong Thánh Quốc đã không còn ai có thể uy hiếp huynh trưởng của mình nữa, thế thì mình nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội này. Khuếch trương tình hình buôn bán thêm chút nữa. Mà làm ăn với Bắc Tề, thật ra chính là làm ăn với người của Hoàng đế Bắc Tề. Cho nên hắn đã mời tất cả mọi người trong vệ gia đến, đồng thời lại mời Hải Đường và Tỷ Tỷ ra mặt giúp mình kìm hãm cục diện phạm tư triệt sợ cái gì. Tất cả hàng hóa giá rẻ phía nam đều nằm trong tay hắn, sản phẩm nội khố được hạ minh ký liên tục được giao đến tay hắn, người của vệ gia muốn phát tài thì nhất định phải dựa vào hắn. Hắn cười hiếp mắt nhìn tiểu công tử trường An Hầu Gia đang biến sắc, trừng mắt nhìn, ý tứ rất rõ ràng, cặp ngọc sư tử của ông đây đâu. Tiệc trụ diễn ra tương đối thuận lợi, ít nhất từ biểu hiện bên ngoài có thể nói là như thế vậy. Nhất là khi Phạm Tư Tư mặt không biết xấu hổ ngoài cười mà trong không cười, tiếp nhận cặp sư tử ngọc từ tay Trường An Hầu. Chẳng qua thân là chủ nhân, Phạm Tư Triệt vẫn theo thói quen đưa ánh mắt nhìn ra ngoài đại sảnh Bảo Nguyệt Lâu. Hôm nay Bảo Nguyệt Lâu đã được hắn thuê trọn, không còn khách khứa nào khác, vệ hoa ngồi bên cạnh hắn khẽ nhíu mày, tự hỏi còn ai đến đây nữa không? Vì sao trước đó mình không nhận được tin tức gì? Nhìn vẻ mặt của Phạm Tư Triệt, có thể đoán được thân phận của vị khách mời sắp tới chẳng hề thấp, nếu không sao hắn lại chẳng thể kìm nén được vẻ mong chờ và căng thẳng như vậy. Nhưng nếu thân phận của vị khách mời không thấp, vì sao lại mở tiệc trước khi khách đến? Vệ hoa vô thức lắc đầu, khóe môi nở một nụ cười tự dẻo đầy cay đắng. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, không thể suy đoán hai huynh đệ nhà họ phạm theo lẽ thường. Hiện giờ hắn là chỉ huy sứ của cẩm y vệ trấn phủ ti Bắc Tề, kế nhiệm chức vụ của thẩm trọng năm xưa đại bộ phận mật thám của bắc tề đều do hắn khống chế lòng tin của tiểu hoàng đế bắc tề đối với hắn không thể nói là không dày quyền lực của hắn không thể nói là không lớn nhưng một khi đối diện với huynh đệ họ phạm tới từ phía nam vệ hoa vẫn cảm thấy có chút gì đó căng thẳng phạm nhàn quản lý là giám sát viện là người đồng hành danh chính ngôn thuận cùng vệ hoa chẳng qua vệ hoa biết rõ mình không lão làng trong nghề này bằng phạm nhàn cẩm y vệ của bắc triều cũng không có quyền lực lớn như giám sát viện của nam triều nên nếu hai người thực sự phải giao chiến xuyên biên giới quốc gia, bản thân hoàn toàn không thể để làm khó đối phương. Về Phạm Tư Triệt, vệ hoa nhìn thiếu niên mập mạp ngồi bên cạnh đại khách, khẽ nhíu mày. Đối với nhân vật này, hắn thừa nhận hai năm trước đúng là mình đã nhìn lầm. Vốn tưởng chỉ là Phạm Nhàn mượn quyền lợi trong tay, đưa đệ đệ mình đến bắt tề lánh nạn, không ngờ hơn một năm trôi qua, Phạm Tư Triệt ẩn sau bức màn, lại nắm vững tuyến đường của thôi gia năm xưa, cơ nghiệp ngầm cũng dần thịnh vượng hoàn toàn không phải độ nhạy bén và năng lực thương nghiệp mà một thiếu niên bình thường nên có. Vệ hoa vỗ vỗ tráng, mỉm cười uống một chén rượu với Phạm Tư Triệt, nói vài câu chuyện cười. Mục đích Phạm Tư Triệt mời khách ngày hôm nay rất rõ ràng, đơn hàng buôn lậu từ phía nam đến phía bắc Trung Quy cũng cần có người tiếp nhận, không thể để một người nam khánh bán công khai ở Bắc Tề. Những năm trước chuyện này đều do gia tộc họ vệ, đặc biệt là Trường Ninh Hầu tiếp nhận, giờ đây Phạm Tư Triệt đã bạo gan hơn, Đương nhiên cảm thấy tốc độ nhã hàng của một nhà trường Ninh Hầu quá chậm, cho nên mới thắt nút cả Trường An Hầu vào cuộc. Vệ Hoa không phản cảm với kế hoạch này. Không phải vì Trường An Hầu là thúc thúc ruột của mình, mà là anh biết rõ, vệ gia chỉ là con rối được hoàng đế bày ra trước đài, lợi nhuận lớn thông qua mối làm ăn này không ngừng tràn vào nội khố và quốc khố của bệ hạ. Hơn nữa, dù Phạm Tư Triệt có thể làm khó dễ, nhưng dù sao hắn cũng đang ở trên lãnh thổ Bắc Tề vệ hoa có đủ năng lực giám sát anh. Một khi có sự việc gì không hay xảy ra, cẩm y vệ có thể dễ dàng dọn dẹp sạch sẽ đội buông dưới tay Phạm Tư Triệt. Chẳng qua tình thế chưa đến bước cuối cùng, vệ hoa quyết không dám làm loại chuyện này, thậm chí không dám xin ý chỉ. Bởi vì bắt tề cần hàng hóa từ nội khố của Nam Khánh, vệ hoa sợ thủ đoạn âm độc của Phạm Nhàn, sợ Phạm Nhàn không nói lý. Trèm cửa bảo nguyệt lâu khẽ lay động, hai vị cô nương tay nhau bước vào cánh tay bưng chén rượu của vệ hoa run rẩy suýt nửa văng ra ngoài hắn cũng nhận ra hai vị cô nương này đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến vệ hoa cực kỳ sợ hãi phạm nhàn hải đường và phạm nhược nhược vệ hoa đứng dậy nghênh đón xoay người giả vờ trách móc phạm tư triệt mấy câu mời hai vị đệ tử chân truyền của thiên nhất đạo thân phận tôn quý ngồi lên ghế trên trong lúc nhất thời tình cảnh có phần xấu hổ bởi vì mọi người ở bắc tề đều biết ý của hoàng thái hậu là để hải đường gả cho vệ hoa nhưng hải đường lại có quan hệ không thể nói rõ với phạm nhàn vệ hoa cười khổ một tiếng nói với hải đường phạm nhị thiếu mời khách cô cứ thế đi tới đúng là không nể mặt ta hải đường mỉm cười nhận lấy ngọc sư tử mà phạm tư triệt đưa tới vuốt ve rồi nói ngươi là loại thích nói miệng vệ hoa cười ha hả không nói gì nữa từ rất lâu trước đây hắn đã biết rất rõ nữ nhân này không phải người mình có thể chạm vào được. Lúc Thái hậu vừa có ý định đó, hắn đã lập tức tiến cung nhã nhặn từ chối. Chẳng qua không có tác dụng gì, tình thương của Thái hậu đối với hậu bối nhà mình luôn không nói lý như vậy. Thái hậu không nói lý, Phạm Nhàn cũng không nói lý. Vệ Hoa thì không có cái gan đó chuyện này thật quá đắc tội với Phạm Nhàn, lại thêm cưới một tuyệt thế cao thủ cử phẩm về nhà, làm sao mà giữ được cái uy của người làm chồng? hơn nữa tuy hải đường cô nương này tính tình hiền lành nhưng trông rất bình thường có điều mà năm ngoái em gái vệ hoa theo lan đào tới giang nam xa xôi lúc đi ngang qua ngô châu đã nảy sinh tranh chấp với phạm nhàn vệ hoa hiểu rõ tính cách nhỏ mọn của phạm nhàn chắc chắn sẽ ghi hận bất đắc dĩ phải viết thư nói biết bao nhiêu lời hay ý đẹp mới khiến cho phạm nhàn nguôi ngoai dòng suy nghĩ miên man trong những năm tháng vừa qua vệ hoa không kìm được cảm xúc thở ngắn than dài phạm nhàn ơi là phạm nhàn thằng nhãi nhà thật chẳng nể mặt ta gì cả chuyện gì cũng đè mình xuống một cái vốn là người đồng hành vì sao cứ nóng này như vậy mình làm chỉ huy sứ cẩm y vệ sao lại không được thuận lợi như đề ti giám sát viện từ khi hải đường và phạm nhược nhược bước vào bảo nguyệt lâu tiếng tiệc trong sảnh đã trở nên tĩnh lặng hơn nhiều những bậc cha chú lão làng trong vệ gia thể hiện vẻ bề trên bắt chuyện với hai vị cô nương này nhưng trong lòng lại thầm suy nghĩ ban đầu dự định trong lần đàm phán này sẽ dành thêm lợi ích cho bệ hạ, nhưng hai vị này vừa đến. Đặc biệt là cô nương hải đường, rốt cuộc khuỷu tay của cô nàng này quay về phía nào. Vì vậy, thế công vào Phạm Tư Triệt cũng chậm lại. Gương mặt Phạm Tư Triệt rất bình tĩnh, mỉm cười trò chuyện. Trong lúc tán gẫu, lại nói rất rõ ràng về việc phân chia lợi nhuận năm sau cùng những chi tiết trong việc phối hợp. Hôm nay để hải đường và tỷ tỷ tới đây, chính là để gia tăng lợi thế cho mình, ít nhất cũng đảo loạn tâm tư của người Bắc Tề. Trên danh nghĩa là hắn đang đàm phán với vệ gia, nhưng trên thực tế là hoạt động giữa Phạm Nhàn và Hoàng đế Bắc Tề. Tuy không phải tất cả mọi người trong sảnh đều biết, nhưng cha con Trường Ninh Hầu chủ trì vệ gia lại hiểu rất rõ. Uống rượu qua ba lượt, bàn bạc đã xong, cả hai bên đều vui vẻ giải tán. Chỉ có điều sắc mặt vệ hoa cũng không hề vui mừng, rất rõ ràng, trong hiệp nghị chia chắc lần này, hắn vẫn bị Phạm Tư triệt tranh mất phần lớn. Bóng đêm dần dần sâu, Hải Đường cầm khối ngọc sư tử ấm áp kia, đưa ánh mắt giống như cười như không nhìn vào đôi mắt Phạm Tư Triệt, rồi tự rời khỏi, để lại Bảo Nguyệt lâu cho hai tỷ đệ bọn họ. Đệ không thích Hải Đường. Trong một gian phòng của chi nhánh Bảo Nguyệt lâu ở thượng kinh thành, Phạm Tư Triệt cau mày nói: "Bây giờ đệ càng ngày càng già nua rồi." Phạm nhược nhược theo thói quen giơ tay vỗ vỗ lên đầu đệ đệ, mỉm cười nói: "Sư tỷ có gì không tốt?" chẳng lẽ đệ vẫn còn hận tỷ ấy bắt đệ làm con lừa à phạm tư triệt lắc đầu nói đó là ý của ca ca là đệ chịu khổ đệ hiểu phạm nhược nhược có phần kinh ngạc nhìn đệ đệ nghiêng đầu nói đúng là càng ngày càng già dặn chẳng giống đứa trẻ nữa rồi phạm tư triệt nở nụ cười tự dễ nói ở cái nơi này tới một người đáng tin cậy cũng không có muốn không cẩn thận cũng không được đúng rồi tỷ 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 nói già dặn tinh thần của hắn bỗng nhiên trở nên phấn chấn hỏi có phải là nói càng ngày đệ càng giống ca ca không phạm tư triệt hưng phấn hỏi bởi vì trong tâm trí của hắn huynh trưởng phạm nhàn là thần tượng của cả cuộc đời nếu có thể tới gần hình tượng huynh trưởng đương nhiên hắn càng đắc ý phạm nhược nhược che miệng mỉm cười nói là càng ngày càng giống phụ thân mới đúng năm xưa phụ thân đánh đệ như vậy xem ra thật sự có tác dụng cô dừng một chút rồi nói tiếp vừa rồi đệ nói không thích hải đường sư tỷ rốt cuộc là vì sao phạm tư triệt lẳng lặng nhìn vào mắt tỷ tỷ một hồi lâu vẫn không nói gì phạm nhược nhược cũng bình tĩnh nhìn lại hắn tỷ 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 nên hiểu rõ phạm tư triệt nói rất nghiêm túc chúng ta đã có tẩu tẩu rồi chân mày phạm nhược nhược cũng nhíu lại thở dài nói đúng vậy phạm tư triệt cau mày suy nghĩ trong chốc lát rồi nhẹ nhàng nói thật ra ca ca cũng không biết hơn một năm nay tẩu tẩu đã viết không ít thư từ cho đệ phạm nhược nhược thoáng kinh ngạc hỏi tẩu tẩu nói gì trong thư có thể nói gì chứ còn không phải là trong nhà như thế nào phụ thân như thế nào mẫu thân như thế nào phạm tư triệt thở dài nói tiểu thúc tử này một mình nơi dị quốc chắc chắn tẩu tẩu không yên lòng nói thật chứ trong một năm qua hễ là chuyện gì không hiểu rõ không muốn tới làm phiền ca ca đều là tẩu tẩu đưa ý tưởng giúp đệ Phạm Nhược dần dần tiêu hóa nỗi kinh ngạc trong lòng, đây cũng là lần đầu tiên cô biết được việc này, nghiền ngẫm cả nửa ngày, cảm nhận được rất nhiều hương vị khác nhau, buồn bã nói, tẩu tẩu, là một người đáng thương. Đệ cũng biết mà, bây giờ trưởng công chúa đang bị bệ hạ giam cầm trong biệt viện, ca ca lại ở Giang Nam. Ca ca chỉ biết đá đệ sang phía Bắc. Giọng điệu Phạm Tư Triết rất bất mãn. Tuy biết ca ca đang rèn luyện đệ, nhưng ca ca có từng nghĩ tới, đệ mới bao nhiêu tuổi hay không? cái sạp hàng lớn như vậy làm sao đệ làm được chỉ biết là bỏ mặt có chỗ nào chu toàn được như tẩu tẩu phạm nhược nhíu mày trách mắng ca ca ở phía nam cũng chẳng dễ dàng gì nếu không phải ca ca đứng vững liệu đệ có thể cắm rễ ở phía bắc hay không huynh ấy đâu có bỏ mặt chưởng quỷ khánh dư đường đều âm thầm giúp đỡ đệ giám sát viện ở bắc tề cũng đều phục vụ cho đệ để bồi dưỡng đệ huynh trưởng đã hạ tâm huyết rất lớn còn về phần rèn luyện đâu phải đệ không hiểu ca ca là người như thế nào lúc nhỏ huynh ấy lớn lên một mình tại đạm châu không biết phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới có địa vị ngày hôm nay huynh ấy thờ phụng cho đạo lý này cho nên đối xử với chính mình như vậy chúng ta là đệ đệ muội muội của huynh ấy đương nhiên huynh ấy cũng sẽ lựa chọn phương thức này tiếng răng dậy liên tiếp khiến phạm tư đồ cảm giác như trở lại kinh đô mấy năm trước khi đó hắn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ cái thước sắt trong tay tỷ tỷ lập tức trùng xuống nghẹn lời một lúc lâu mới thì thào nói dù sao thì đệ cũng không thích hải đường phạm nhược nhược thở dài nói hải đường cô nương đã âm thầm giúp ca ca bao nhiêu việc đâu phải đệ không biết chỉ là trao đổi lợi ích mà thôi người bắt tề ngoại trừ trương mặt hàng đã chết còn có mấy người là thánh nhân chân chính không quan tâm đến ngoại vật cơ chứ phạm tư đồ cười lạnh nói tới giờ đừng nói tỷ tỷ bái làm môn hạ của khổ hà Đệ là ông chủ lớn hàng đầu trong Bắc Tề, nhưng nếu ca ca vô dụng với Bắc Tề, chỉ e chúng ta sẽ lập tức bị người khác dẫm dưới chân. Đến lúc đó, đệ cũng không hy vọng Hải Đường sẽ ra mặt thay chúng ta." Phạm Nhược Nhược chân thành nói, quan điểm của ta trái ngược với ngươi. Phạm Tư Đồ lắc đầu, một lúc lâu sau mới âm u nói, "Chuyện gì, cũng phía có thứ tự trước sau chứ." Phạm Nhược Nhược trầm tư một lúc lâu rồi mới chậm rãi gật đầu trong lòng cô lại cũng cực kỳ thương tiếc vị tẩu tẩu quen trầm mặc và chịu tổn thương kia thừa nhận quan điểm này của đệ đệ chỉ có điều đột nhiên trong lòng cô dâng lên một suy nghĩ hoang đường nếu nói thứ tự trước sau mình mới là người đến bên cạnh ca ca sớm nhất chứ có điều vận mệnh trêu ngươi khóe môi của cô lộ vẻ cay đắng lập tức đè nén cảm xúc không nên có này xuống cùng đệ đệ lo lắng về vận mệnh của tẩu tẩu lâm biển nhi chắc chắn ca ca không phải loại người bạc tình bạc nghĩa đâu chẳng qua bây giờ tẩu tẩu đang kẹp giữa trưởng công chúa và ca ca thật sự không biết nên xử lý như thế nào đừng nghĩ nhiều như vậy phạm tư triệt nhún vai vấn đề then chốt bây giờ là tình hình ca ca ở phía nam ta thấy tối nay đệ mở tiệc lớn chiêu đãi khách khứa còn tưởng đệ đã đắc ý quên mình trưởng công chúa sa sút đương nhiên đệ phải lợi dụng cơ hội này kiếm thêm chút tiền phạm tư triệt nói có điều trong triều đình hiện nay chỉ phe của đại ca độc bá cảm thấy sẽ có chút vấn đề. Có lẽ đang nghĩ quá xa rồi, không thể gọi là độc bá, chỉ là đứng trước gánh gió lớn. Phạm Nhược Nhược mỉm cười nói, cho dù là việc nhà hay việc nước, hình như đều không phải là chuyện những người tha hương nơi đất khách như chúng ta có thể quan tâm đến. Phạm Tư Triệt ngẩn người trong chốc lát, nghĩ thầm với thái độ thường ngày của tỷ tỷ, đáng lý phải là cực kỳ lo lắng cho an nguy của ca ca mới đúng, sao lại tỏ ra hờ hững đến vậy? Chân hắn không dám chỉ trích tỷ tỷ vô thức hỏi, là thơ của ai vậy? Ca ca. Chẳng phải huynh ấy không làm thơ nữa à? Là không làm trước mặt người ngoài nữa. Ừm. Chúng ta thực sự không quan tâm hay sao? Chúng ta có thể làm gì? Cương mặt của Phạm Nhược Nhược vẫn rất bình tĩnh, mang theo vẻ tin tưởng đối với huynh trưởng. Huynh trưởng đã muôn phần cực khổ đưa chúng ta đến Bắc Tề, chính là không muốn để chúng ta dính vào những chuyện này. Nếu như chúng ta thực sự muốn tốt cho huynh ấy, thế thì nhất định phải sinh sống thật tốt ở nơi này không nên để huynh trưởng phải lo lắng sinh sống cho tốt là như thế nào làm ông chủ có vui không cũng tạm được tuy có đôi khi hơi phiền toái ngày mai ta sẽ tới y quán ta cũng cảm thấy loại cuộc sống này rất vui vẻ ca ca từng nói người sống trên đời phải tìm những việc mình thích làm nếu chúng ta đã tìm được thế thì phải cố gắng tiếp tục chúng ta sống càng an toàn càng vui vẻ phạm nhược nhược hạ giọng khẳng định ca ca sẽ càng yên tâm chúng ta cũng có càng có cống hiến đối với gia tộc đừng từ giang nam đi thông đến giang bắc có ba lối đi thuận tiện nhưng dù đi như thế nào luôn phải vượt qua dòng sông lớn trùng trùng điệp điệp kia hiện nay trong thiên hạ không có những cây cầu bằng bê tông mà phạm nhàn từng biết liền chỉ có thể dựa vào những chiếc đò không ngừng chuyên chở giữa hai bờ để duy trì giao thông bận rộn bên bờ sông tam đại phường nội khố ở mân bắc chuyển vận ở Tô Châu, còn tiểu phạn đại nhân lại ở Hàng Châu, dường như việc kiểm soát nội khố trong tình trạng lỏng lẻo. Nhưng chỉ có những quan viên, thương gia có cơ hội tiếp xúc với bộ phận này mới hiểu được sau khi giám sát viện và nha môn nội khố bắt đầu liên thủ, việc kiểm soát các kho hàng rải rác ở Giang Nam và đường xá chuyên môn đã nghiêm ngặt đến mức độ nào. Đặc biệt là tuyến đường phía Bắc kia, cố ý vòng qua phía Tây, vượt sông từ chỗ Sa Châu về phía Bắc, tiếp theo là vượt qua núi Hoang ở phía Bắc sông, qua đồng cỏ ở Thương Châu, sau đó đi qua Bắc Hải, không ngừng đưa vào trong biên giới Bắc Tề Quốc, rồi mang về cho Khánh Quốc khoảng ngân lượng phong phú để mua sắm những thứ cần thiết. Hàng hóa lên phía Bắc, đại đa số nằm dưới sự kiểm soát của Hạ Minh Ký. Hạ Tê Phi với sự giúp đỡ của Phạm Nhàn đã chiếm một số khoảng mục lớn, sau đó âm thầm hợp nhất các hiệu buôn nhỏ và ban phái trong khu vực Giang Nam, từ từ hình thành thế lực. Còn lý do hắn lựa chọn ở Sa Châu để qua sông, trong mắt các quan viên tất nhiên là bởi vì thủy quân giang nam thường trú ở sa châu nhưng chỉ có phạm nhàn và hắn mới biết được lựa chọn sa châu là bởi vì thực lực hùng hậu nhất của giang nam thủy trại ở đó những hàng hóa nội khố này tuy có thể để cho quan viên triều đình giám sát nhưng những vật dụng kẹp bên trong kia hắn lại không yên tâm để triều đình canh giữ toàn bộ hạ tư phi đang ngồi trong quán trà ngoại ô thành sa châu vừa uống trà vừa nhìn thuyền vận chuyển hàng hóa đi tới đi lui trên đại giang khẽ hít mắt lại nhị thiếu gia ở phía bắc bỗng nhiên gia tăng nhu cầu mua hàng nhưng chưa đến mức khiến hắn không đối phó nổi dù sao bây giờ cánh cửa nội khố hoàn toàn mở rộng cho những thân tín của phạm nhàn như bọn họ chỉ có điều trong thời gian ngắn như vậy muốn vận chuyển toàn bộ sang bên kia đồng thời còn không thể để cho triều đình nghi ngờ chuyện này cần bố trí cẩn thận may mắn là triều đình chỉ theo thường lệ việc giám sát nội khố vận hành do giám sát viện tự phụ trách đến hôm nay mối lo ngại của các đại thần trong triều đình năm đó cuối cùng đã trở thành sự thật phạm nhàn tự giám sát chính mình làm sao mà không có vấn đề cho được hạ tư phi đặt chén trà xuống chậm rãi thưởng thức vị đắng trong miệng trong lòng lại không có chút cay đắng nào nhìn lại một năm rưỡi vừa qua đôi khi hắn cảm thấy mình như đang mơ từ sau khi bám được lên đùi của khâm sai đại nhân Mối thù giống như độc xà gặm nhấm cõi lòng mình hơn 10 năm đã như tuyết tan buổi sớm, Minh gia lại trở về tay mình. Thân phận của mình cũng từ đại đầu một giang nam thủy trại không thể lộ ra ngoài sáng, biến thành quan viên giám sát viện, là phú thương danh chấn giang nam. Chuyện trên cõi đời này, đúng là có phần kỳ diệu. Chỉ có điều hắn cũng biết rõ, bây giờ Minh gia đã không còn là Minh gia như ngày xưa, mặc dù triều đình không can thiệp trực tiếp, nhưng nếu như tiểu phạm đại nhân thực sự lên tiếng, chính mình cũng chỉ có thể làm theo nghĩ đến điều này hắn thu hồi ánh mắt từ những trương hàng trên sông khẽ nhíu mày không thể hiểu được một số việc buôn lậu hàng hóa nội khố lên bắc tề đông di hiển nhiên đây là chuyện buôn bán kiếm tiền nhiều nhất đương thời nhưng với thân phận của tiểu phạm đại nhân vì sao y lại tham lam đến vậy ngày trước tiểu phạm đại nhân đã giải thích lý do trưởng công chúa muốn nhiều bạc là vì cô ta muốn trong triều mưu cầu quyền thế trong triều làm căn cơ cho các hoàng tử thu mua lòng người trong quân đội nhưng tiểu phạm đại nhân chính là hoàng tử sau khi tông nhận tổ họ phạm lại không thể tiếp nhận đại vị y muốn có nhiều bạc như vậy để làm gì hơn nữa năm đó bệ hạ không thích trưởng công chúa âm thầm dọn sạch nội khố của mình chẳng lẽ bây giờ bệ hạ có thể cho phép tiểu phạm đại nhân làm như vậy từ khi trưởng công chúa lý vân duệ mất thế cơn sóng xung kích không lớn không nhỏ này đã quét qua trong lòng các quý nhân trong thiên hạ một lượt sau đó không gây ra bất cứ sóng gió gì nữa đương nhiên đây chỉ là biểu hiện bình tĩnh bên ngoài còn rốt cuộc mọi người đang suy nghĩ điều gì thì không ai biết được chẳng qua hiện giờ mọi người đều biết vị quyền thần phạm nhàn ở nam triều kia được hoàng đế khánh quốc sủng ái như thế nào rốt cuộc có bao nhiêu quyền lực trong tay không khỏi khiến cho mọi người xin cảnh giác mọi người xin chờ đợi cho dù nói thế nào đi nữa trong lòng muôn dân thiên hạ phạm nhàn vẫn là một người đọc sách nhất là biểu hiện trên sân khấu trong những năm gần đây khiến cho mọi người thấy rõ y khác hẳn đám con cháu quyền quý của khánh quốc ít nhất không có vẻ nhiệt huyết và hiếu chiến như vậy đương nhiên bắc tề và đông di hy vọng phạm nhàn có thể sống một thời gian dài cho dù tiểu hoàng đế bắc tề muốn kéo phạm nhàn đến làm thân vương nhưng hắn cũng hiểu rõ phạm nhàn cứ ở lại nam khánh mới là điều có lợi nhất cho mình Hắn hy vọng quyền lực của Phạm Nhàn càng lớn càng tốt, thánh thượng sủng ái càng sâu càng tốt. Tốt nhất là có thể ảnh hưởng đến quyết định của hoàng đế Khánh Quốc. Nhưng đó chỉ là hy vọng xa vời và chủ nghĩa lý tưởng, không có vị đế vương nào sẽ ngu ngốc gửi gắm hy vọng hòa bình lên một vị thần tử dị quốc, hòa bình giữa quốc gia với quốc gia, cuối cùng vẫn phải thể hiện trên thực lực thời điểm hiện tại. Mà thực lực của quốc gia, đương nhiên là quân lực. Từ đầu mùa xuân tới giờ, ở phía Bắc Yến Kinh, trên mảnh đất trống trải phía đông thương châu hùng tướng thời đại này của bắc tề thượng sam hổ bị giải trừ lệnh giam lỏng được đưa xuống biên giới phía nam trong thời gian cực ngắn hắn đã dựng lên uy quyền tuyệt đối trong quân đội bắt đầu ngày đêm diễn binh chỉnh luyện duy trì lực uy hiếp mạnh mẽ đối với quân đội nam triều kiềm chế giả tâm người nam khánh xung đột chính diện với thượng sam hổ là một vị đại tướng khánh quốc chinh bắc đại đô đốc yến tiểu ất hai vị anh tài đối đầu nhau như vậy sao lại không có chút đống lửa và mùi máu tanh dần dần bốc lên. Tuy biên giới không có chiến sự, nhưng là một số ma sát nhỏ, một số bầu không khí căng thẳng cố ý tạo ra, đã dần dần tràn ngập. Hạ Tê Phi điều khiển Hạ Minh ký vận chuyển hàng hóa nội khố về phía Bắc, lý do hắn đi về phía Nam Thương Châu chính là vì tình hình ở Thương Châu kia luôn có phần căng thẳng. Tất cả mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi trong vòng một tháng nay, không hiểu vì lý do gì Thượng Sâm Hổ đột nhiên thu binh về phía Bắc 50 dặm, điều binh khiển tướng, ra vẻ lười biếng, không phòng thủ không tập kích, cứ như không hề để ý Yến Tiểu Ất đang chỉ huy 10 vạn tinh binh ở vùng giữa Yến Kinh và Thương Châu. Cứ như con trâu đang trừng mắt, lúc nào cũng muốn tiến lên cắn một miếng. Căng thẳng đột nhiên biến thành nhà nhã, sĩ tốt hai nước bỗng biến thành ngao du ngoại thành, thay đổi trong nháy mắt này khiến quân đội Nam Khánh không khỏi cảm thấy bất ngờ và tức giận đến mức khó hiểu. Rốt cuộc đám người Bắc Tề đang nghĩ cái gì đây? Yến Tiểu ất hiểu rõ người Bắc Tề đang nghĩ cái gì, hắn cầm chén lên, uống một ngụm rượu mạnh tới từ thảo nguyên Bắc Hải, nước rượu thấm ướt chồng râu của hắn, ánh sáng lạnh trong mắt dần dần lóe lên. Từ sau khi tin tức từ Kinh Đô gửi đến Thương Châu, Yến Tiểu ất đã biết mình đang đối mặt với một nguy cơ. Trong buổi tối, khi những người thân tín của mình hạ giọng đề xuất ý kiến, hắn vẫn duy trì sự bình tĩnh, không nói một lời. Khi Thượng Sam Hổ dẫn quân đội Bắc Tề chậm rãi rút lui, bày ra một bộ dạng như nữ nhân trần trụi đang tựa lưng vào giường yến tiểu ất không hề kinh ngạc cũng chẳng ngờ vực chỉ là thản nhiên cười lạnh đương nhiên người bắc tề cũng biết tin tức về việc trưởng công chúa thất thế chắc chắn biết hoàng đế muốn bắt mình cho nên trong thời khắc này thượng sam hổ cố ý ra vẻ yếu đuối thu hồi tất cả áp lực đặt lên yến tiểu ất chính là để cho hắn có thể bảo tồn toàn bộ lực lượng và tinh thần bảo tồn những thứ này để làm gì đương nhiên là để đối phó với hoàng thượng nhà mình Yến Tiểu ất chậm rãi đặt chén rượu xuống, khóe môi nở nụ cười lạnh. Nếu lúc này hoàng đế Bắc Tề đột nhiên muốn ra tay với thượng Sam Hổ, hắn cũng sẽ làm như vậy. Khi nội bộ kẻ địch gặp vấn đề, thân là phe mình, đương nhiên phải khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa còn cho địch nhân thật nhiều không gian và thực lực, như vậy mới có thể để cho đối phương tự dày vò, tự giết lẫn nhau, sau đó ngồi thu lợi như ngư ông đắc lợi, không thể nói là không vui. Nhưng dường như Yến Tiểu ất không chuẩn bị gì cả, dường như hắn chỉ chờ ngày đó đến, chờ mấy tên thái giám già nua nhăn nhó cưỡi ngựa đến, mệt mỏi xuống ngựa, giọng nói khàn khàn, mặt mũi đầy sợ sệt nhưng lại cố gắng trấn định tuyên bố ý chỉ của bệ hạ. Yến tiểu ất Trưởng công chúa đã ngã xuống, hắn là tâm phúc thân tín của trưởng công chúa, là trợ thủ lớn nhất trong quân đội, đương nhiên bệ hạ sẽ không cho phép hắn vẫn tiếp tục trưởng quản toàn bộ tinh binh của chinh bắc quân. Yến tiểu ất hiểu rất rõ điểm này. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nên đã không để bản thân mình nhìn thấy cơn phẫn nộ tràn ngập trên những gương mặt của thân tín có điều ngoài dự liệu của hắn ý chỉ của bệ hạ mãi vẫn chưa đến vẻ lo âu hiện lên gương mặt hắn thầm nghĩ rốt cuộc hoàng đế kia muốn gán cho mình tội danh gì mà lại chậm trễ như vậy rượu mạnh đốt nóng cõi lòng đốt đến mức yến tiểu ất thấy đau lòng chẳng lẽ bệ hạ thực sự tin tưởng mình đến vậy nhưng bệ hạ biết rõ năm đó mình chỉ là một thợ săn trong núi nếu không có trưởng công chúa chỉ e cả đời cũng không có tiếng tâm gì huống chi phạm nhàn có mối thù giết con với mình mặc dù yến tiểu ất không nắm được chứng cứ nhưng hắn tin chắc rằng trong khánh quốc dám giết con mình trừ bệ hạ ra thì chỉ có hai kẻ điên cùng như vậy lại loại trừ thêm trưởng công chúa kẻ điên còn lại đương nhiên là phạm nhàn dù thế nào đi nữa bệ hạ cũng không thể giết con đứa con tư sinh của mình để báo thù cho con trai hắn đây chính là mâu thuẫn lớn nhất giữa yến tiểu ất và hoàng đế mà với tính cách hung ác của yến tiểu ất chắc chắn hắn sẽ không bó tay chịu trói từ nay về sau sẽ chết già ở kinh đô nhưng hắn cũng không dẫn quân quy thuận đám quân thần bắc tề đang xem kịch ở phương bắc bởi vì đó là một loại nhục nhã yến tiểu ất lại bưng chén rượu mạnh kia lên uống một hơi cạn sạch thở dài một tiếng thực sự không biết phải làm thế nào sau đó hắn nhận được một lá thư người viết lá thư này là một nhân vật mà hắn chưa từng nghĩ đến nhìn lá thư này tay hắn bắt đầu run rẩy đôi tay vốn ổn định như núi đôi tay cầm cung chính xác đến như thần đôi tay vẫn cứng rắn như thép trong trận đánh với hai cao thủ cửu phẩm ảnh tử và phạm nhàn giờ lại bất ngờ run rẩy khánh quốc còn đang là cuối mùa xuân nhưng tại biên giới phương nam xa xôi đã là cả một vùng khô nóng rừng cây rậm rạp xung quanh đều bị ánh nắng mặt trời trong không trung làm cho mệt nhoài rủ xuống trên núi đá còn những dây leo trên đá đã sớm bị nhiệt độ cao làm khô héo. Không phải nhiệt độ cao mới đáng sợ, đáng sợ là độ ẩm trong rừng rậm. Không hiểu sao phía nam lại có nhiều cơn mưa dồn dập đến như vậy, tuy thời gian mưa kéo dài không lâu, nhưng nước mưa rơi xuống đất chưa kịp thấm vào trong bùn đã bị nhiệt độ cao hong khô, hóa thành hơi nước bao quanh rừng cây, động vật cùng mọi người đi lại trên đường. Khiến cho tất cả sinh linh đều trở nên khó thở một đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đang đi chậm rãi trên con đường lớn những quan viên thuộc hồng lư tự chịu trách nhiệm cho thể diện của thiên quốc giờ đều gỡ bỏ vạt áo đều lơ là về phong thái kỷ cương quân đội thường ngày rất nghiêm túc nhưng bây giờ vài trăm cấm quân mặc giáp sáng chói cũng nhếch nhác lôi thôi ngay cả những hổ vệ cung đình đang bao quanh xe ngựa ở chính giữa ánh mắt cũng bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ xe ngựa chính giữa có thái tử điện hạ của khánh quốc lúc này hắn đã rời khỏi kinh đô được hơn một tháng tang lễ của nam chiếu diễn ra rất thuận lợi tới giả vờ khóc lóc vài trận trước quan tài vị quốc vương đã khuất kia rồi tới ôn tồn trò chuyện một chút với đứa trẻ vừa lên ngôi vua sau khi chứng kiến nghi thức đăng cơ đoàn người của thái tử điện hạ bèn khởi hành trở về phương bắc lý do hắn chọn con đường giữa ánh nắng thái dương như vậy là vì mặt trời chói chang trong rừng khó có sương mù còn trong rừng rậm biên giới giữa nam chiếu và khánh quốc điều đáng sợ nhất chính là đám sương độc kia Thái tử Lý thừa càng gõ nhẹ lên cửa sổ xe ngựa, ra hiệu cho toàn bộ đội ngũ dừng lại, sau đó được thái giám đỡ xuống xe ngựa, nhỏ giọng nói với quan viên quản lý. Một hổ vệ kính cẩn nói, điện hạ, nhân lúc mặt trời còn trên cao phải đi đường ngay, tránh bị sương độc xâm nhập. Thái tử miễn cười nói, nghỉ ngơi đi, mọi người đều đã mệt rồi. E là không kịp chạy tới dịch trạm phía trước. Hổ vệ kia nói với vẻ khó xử. Chẳng phải hôm qua đã nói phía trước dịch trạm kia còn có một nhà nhỏ à thái tử nói với vẻ hiền từ đêm nay nghỉ lại tại đó cũng tốt mà quan viên bộ lễ vừa được hỏi lên tiếng khuyên can điện hạ thân phận của ngài cao quý cỡ nào sao lại thể tùy tiện cư ngụ nơi hoang dã ngoại ô được dịch trạm huyện thiên thừa thực sự quá rách nát đại dịch trạm đã được chuẩn bị sẵn sàng từ đêm qua để nên đón điện hạ thái tử kiên quyết không đồng ý chỉ nói là các tùy tùng bên cạnh đã mệt đến không chịu nổi quan viên bộ lễ không nhịn được thầm sợ hãi hỏi nhưng đã lệch mất thời hạn trở về rồi bản cung tự mình gánh chịu là được không thể để những tướng sĩ này mệt mỏi mà sinh bệnh được thái tử cao mày nói tiếp theo có mệnh lệnh được đưa ra để cho một đoàn thể mấy trăm người nghỉ ngơi tại chỗ tối nay chắc vẫn kịp qua đêm ở huyện thiên thừa những quân sĩ hổ vệ kia nghe câu này lập tức thở vào nhẹ nhõm tạ ơn thái tử rồi bố trí phòng vệ hai bên đường chia nhóm nghỉ ngơi mọi người đều biết thái tử thương cho mình đã khổ cực đưa ánh mắt biết ơn sang chỉ không dám để thái tử nhìn thấy hơn một tháng qua từ kinh đô đi về phía nam tới nam chiếu rồi lại trở về phía bắc đường xá xa xôi hiểm trở nhưng thái tử điện hạ hoàn toàn không giống như mọi người từng tưởng tượng không một lời ca thán hơn nữa còn thường xuyên có lời an ủi và động viên những thuộc hạ này hòa ái dễ gần đến không tả nổi suốt đoạn đường tất cả mọi người đều có cái nhìn hoàn toàn mới về vị thái tử điện hạ này cảm thấy điện hạ thật sự thương tiếc con dân không chỉ không hề oán trách ý chỉ của bệ hạ mà còn luôn chăm sóc cho mọi người thái tử lĩnh chỉ đi nam chiếu dự lễ một nhiệm vụ khó khăn mà không có lợi ích gì rơi vào mắt người trong thiên hạ ai ai cũng cảm thấy cho dù bệ hạ không phải đang trục xuất thái tử cũng là đang đối tiến hành cảnh cáo hoặc là một loại trách phạt biến tướng nào đó nhưng hiện giờ những tướng sĩ quan viên này đều cảm thấy buồn bực một vị thái tử xuất sắc như vậy rốt cuộc bệ hạ không hài lòng về điều gì trong rừng có một trướng bồng xanh kéo lên dành cho thái tử nghỉ ngơi thực ra tất cả mọi người đều hiểu rõ chủ yếu là để thái tử đi ngoài được thuận tiện tuy nói dọc đường đi thái tử đồng cam cộng khổ cùng mọi người nhưng chung quy cũng không thể để một vị điện hạ ngồi xổng bên lề đường như mọi người Lý Thừa Càng đang nghe truyện trên TV audio CV nở nụ cười bất đắc dĩ với đám tấm quân kéo rèm xanh, vén lên một góc rèm lên và bước vào, có điều, hắn không cởi quần, chỉ lạnh lùng nhưng hơi căng thẳng chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, một bàn tay kẹp một viên dược hoàng đưa vào trong rèm xanh. Rõ ràng việc như vậy đã diễn ra không chỉ xảy ra một lần, thái tử trực tiếp nhận lấy, nhai nát nuốt xuống, lại dùng đầu lưỡi liếm sạch kẻ hở giữa răng, đảm bảo không để lại cặn thuốc để những thái giám mang danh là phục vụ nhưng thực chất đang âm thầm theo dõi không phát hiện ra. Vì sao không thể cung cấp dược phẩm này cho những quân sĩ kia? Thái tử trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói với bóng người mờ nhạt bên ngoài rèm xanh, trong giọng nói có phần khổ sở, trên con đường này đã chết mất 7 người rồi. Nam Chiếu có quá nhiều khói độc. Mặc dù Thái Y Viện đã chuẩn bị thuốc thang rất tốt, nhưng vẫn có mấy vị cấm quân và thái giám hít lầm khói độc, không thể chữa trị, bỏ mạng bóng người bên ngoài tấm rèm xanh dừng lại trong chốc lát rồi nói, điện hạ, ta phát hiện mình càng ngày càng thích ngài. Nói xong câu đó, vương thập tam lan lắc đầu, lẳng lặng không một tiếng động biến mất. Thái tử cúi xuống, khẽ nhíu mày. Hắn biết vương thập tam lan là do phạm nhàn cử tới, nhưng hắn không hiểu vì sao phạm nhàn lại cẩn thận bảo vệ bản thân đến như vậy. Có điều lời nói của phạm nhàn cũng rất rõ ràng, bản thân mình cũng không cần phải nhận bất cứ ân tình gì, chẳng qua hắn thấy không thích cảm giác một cao thủ ở phương xa đang tô điểm cho mình cũng đã thử thăm dò để cho người kia đưa toàn bộ thuốc thang cho mình chẳng qua chuyện ăn ngủ hàng ngày đều có thái giám phục vụ nếu để người khác phát hiện trên người thái tử mang theo thuốc thang không rõ lai lịch đúng là là một phiền toái lớn nhưng bên mình không có thuốc thì không thể cứu người nghĩ đến những người chết dọc đường thái tử không nhịn được thở dài một tiếng những ngày qua hắn đã thể hiện rất tốt cốt đến mức không thể tốt hơn bởi vì hắn biết rõ phụ hoàng là người như thế nào phụ hoàng đang tìm kiếm một lý do một cái cớ để phế bỏ mình nếu không tìm được cái cớ nào không làm tổn hại đến mặt mũi hoàng đế phụ hoàng sẽ không vội vã động thủ phụ hoàng quá coi trọng danh dự lý thừa càng mỉm cười suy nghĩ đứng dậy ném tờ giấy đã sử dụng xuống đất nghĩ thầm danh dự và tờ giấy chùi mông này có khác biệt gì đâu chẳng qua đúng là rất cần Ít nhất cũng vì lẽ đó Lý Thừa Càng vẫn có thể kiên trì thêm một thời gian nữa. Trên gương mặt hắn lộ ra vẻ cuộc cường. Phụ hoàng, con trai sẽ không để người có nhiều chỗ để mượn cớ. Muốn phế bỏ đứa con này, thế thì cũng đừng nghĩ đến chuyện giữ lại mặt mũi. Hắn kéo tấm rèm màu xanh ra khỏi trướng bồng, nhìn ánh mặt trời chói lọi trên bầu trời, đột nhiên nghĩ đến đứa trẻ bên cạnh quan tài quốc vương Nam Chiếu, hơi thất thần, nghĩ thầm, đều là thái tử, cha chết sớm, thật là một chuyện may mắn. Hắn chợt nghĩ đến tối nay phải ở lại huyện Thiên Thừa, cảm thấy cái tên huyện này thật sự may mắn, không nhịn được bật cười. Trải qua mấy tháng bôn ba, cuối cùng đoàn người của Thái tử Lý Thừa Càng của Khánh Quốc cũng từ quốc gia Nam Chiếu xa xôi trở lại Kinh Đô. Con đường lớn bên ngoài Kinh Đô không trải đất vàng, tưới nước sạch, lát đá màu xanh đen bám sát mặt đất, chào đón người thừa kế này trở về. Hai bên đường là những cành liễu rậm rạp, theo gió nóng nhẹ nhàng gật đầu với Thái tử ngoài cửa thành chào đón thái tử trở về là văn võ bá quan võ trong triều còn có ba vị hoàng tử lưu lại trong kinh đô sau khi hoàn thành lễ trước thái tử ôn hòa đỡ hai vị huynh trưởng cùng vị ấu đệ kia dậy nắm tay nhìn nhau nói chuyện không dứt ôn tồn kể về những tình cảnh sau khi chia ly nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha